cả nhà ơi, livestream đi chứ không có chết cha. Em cũng đang bị thao túng tâm lý của mọi người. Mấy em bị thao túng tâm lý quá, không có làm được việc gì hết trơn á. Nào giờ không có vô Facebook ai đọc hết trơn mà hả? Thấy cái chiêu con này nó lừa đỉnh quá nên là phải. Ôi cả nhà ơi, Trần Lợi đang xem. Trần Lợi đang xem rồi ai? Hello chị yêu Liên Kim, Phước Tâm Xuân Thọ đang xem. Đây mọi người ơi, hôm nay em có cái tóc mới nha, có quả tóc mới nên livestream. Hồng muốn tham gia video cùng bạn. Hoàng Ngọc đang xem, chào chị đẹp. Rồi ai nữa ta? Hai Trần Duy đang xem. Nguyên Nga đang xem. Chị Nga khỏe không? Trần Duy. Con chào cô. Hùng Dũng đang xem nha. Hôm nay là em livestream vô ngày thường nhưng mà hả, cũng hên là livestream rất là đúng giờ nha. Hẹn là hẹn 9:30, trễ cũng khoảng 2-3 phút thôi à. Cái gì nữa nè, Văn Thiện đang xem, hai chị. Mọi người ơi, mọi người thấy cái quả tóc của em có đẹp không? Em có đẹp không quý vị? Nếu em đẹp thì mọi người thả like, thả tim, share đồ cho Thúy Nga đi. Chị Nga đẹp quá, hello cô yêu, thank you. Trời ơi, chưa gì được 100 sao rồi mọi người. Chưa vô, chưa nói đề tài gì hết trơn là được 100 sao rồi đó. Hello Lý Bùi đang xem. Rồi ai đây, Amingo đang xem nè. Quá trời người đang xem nha. Loan Ly, hai chị Nga dễ thương. Rồi Nguyễn Thảo Sương đang xem nha. Sương ơi, con share cái này trên Facebook giùm cho cô đi con. Đó, share rồi nè. Bà sẽ chết cha. Ôi, hôm nay gầy lắm mà bụng vẫn bự nha, bụng vẫn bự. Nghe hôm nay đẹp quá đi. Không đẹp gì, đây em mới vô coi Facebook em bụng vẫn bự chứ quý vị. Bụng bự lắm luôn đó. Đang tự tin tưởng mình ốm nhưng mà thật ra vẫn bự nha. Nguyễn Thiện Khánh nè. Ủa sao vậy? Cái đèn của em ú ô. Tại sao vậy? Đừng có để cho nó tắt như vậy mọi người ơi. Lên like đèn đi. Trời ơi, nó tự nhiên nó xuống đèn, cái da nó cũng xuống tông luôn vậy đó. Anh Quân Nguyễn đang xem. Anh mà anh tiệm gì vậy? Tiệm gì vậy? Dây hả? Để làm gì vậy? Câu vụ gì vậy, tráng sĩ? Trời, hôm nay nhà em có một tráng sĩ đột nhập vô nhà. Không dám nói tên. Tại hàng của người ta nên mình không có nói tên được. Hàng người ta đây, vợ người ta đó nên tôi đâu dám ý kiến gì đâu. Vợ đi đâu là chồng theo đó gì đó. Đó, thấy thương luôn. Trời, anh ấy đã làm một cái công việc rất là dễ thương. Tráng sĩ đột nhập vô nhà đã làm một cái chuyện rất là dễ thương, động trời động đất luôn. Đúng rồi, mở cái cửa ra nè, cho nó mát nè. Hôm nay trước khi mà để livestream á, Thúy Nga sợ cái cảnh đập mũi trong nhà quá nên là Thúy Nga phải lật đật xịt thuốc mũi luôn. Ý mọi người, hôm nay em vẫn mập nha, em tưởng em gầy lắm, em tự tin mặc cái đầm này, em mặc xong thấy ngồi cũng mỡ, cũng bụng đồ cũng một nồi luôn. Thôi mọi người xem livestream đi. Giờ nói tóm gọn cho nhanh đi, hôm nay em lại hẹn con gái của em. Em gái, không phải con gái mọi người. Em gái của Thúy Nga tới đây chơi thì mọi người cũng biết là ai rồi. Bữa cho bà livestream lần làm như gì bà ghiền hay sao đó, bà cứ nhắn chị ơi bữa nào mình livestream tiếp đi, kỳ này em sẽ kể được nhiều câu chuyện thú vị về cuộc đời em lắm, rồi em sẽ hát hò chị Nga gần gũi với khán giả. Cảm ơn em. Hôm nay con nhỏ này cũng gần gũi lắm mọi người. Em bây giờ là để em kêu bé này vô nha. Bé Bi ơi, sao vậy, bị dù gì vậy? Nó không khôn hết em, bị dù gì vậy? Trời lo quá à. Hôm nay tôi livestream đột xuất nên hả, ekip trước nó đang rối nùi vậy đó quý vị, nó rối như cái mái tóc của em mới uống vậy đó. Mọi người khỏe không? Việt Nam nay sao rồi, nóng lạnh mưa gió sao mọi người, ai biết vụ gì thời tiết kể cho em nghe đi mọi người ơi, lâu quá em không được về Việt Nam. Ô đấy, thấy chưa, giờ này là giờ vàng, số lượng người đã tăng vọt lên rồi từ lúc mà Thúy Nga ăn mặc sexy quyến rũ. Đó, hôm nay em cũng phải ra vẻ một chút nha. Đó, em ra vẻ một chút, em làm tóc, tạo ơ đồ, để cho nó ra vẻ chút xíu để rước đón nhỏ em gái.
Đó, nó đẹp quá mà nó trẻ trung nên mình phải làm sao mình chặt hơn nó. Mọi người có thấy mái tóc em đẹp không? Thả like, thả tim cho Thúy Nga nha. Rồi, hôm nay Thúy Nga có đầu tóc mới, bởi vậy có 150 sao thả vô liền. Rồi em ơi, em vô luôn đi bé. Ok chưa cưng? Ok chưa bà? Bà vô ok, bà vô đi bà. Trời ơi, em thỉnh cầu bà quá. Ở đây hai cả nhà, hai cả nhà em Nhã Khanh, cô Ba Vô Hí. Bây giờ nhào vô em giới thiệu trước cho ông, hai chị em mình tám giống như lần trước, cái quên giới thiệu luôn. Rồi xong sao, có xe live stream trên kênh cô Ba Vô Hí chưa? Ồ, mọi người ơi, mọi người sao ta? Thì mọi người ơi, mọi người à, em đang live trên kênh cô Ba Vô Hí, trang cô Ba Vô Hí với lại trang Thúy Nga fanpage. Dạ. Nhiều lúc cái tên trang tôi tên gì tôi thề luôn, chứ tôi cũng nhớ luôn á, thề luôn. Nhiều lúc tôi nói cũng tầm bậy tầm bạ lắm. À, Thúy Nga danh hài. Thúy Nga danh hài mọi người, nên là mọi người nhớ share live stream đồ coi ở đồ cho Thúy Nga nha. Đó, tám với chị Thúy Nga nè. Hôm nay em muốn tám đề tài gì? Em bị cái bệnh đường nói hả? Thèm nói quá hả? Sao em, hỏi nghe nè, bữa hôm lên mà nói hết gia đình chồng rồi về mọi người coi chưa, có ý kiến gì không? Chồng thì bữa đó coi trực tiếp rồi, về có nói gì không? Sao? Chồng nói gì vậy chồng? Anh chồng nói gì ạ? Không vui hay là vui? Bị vợ tố cáo vui hay không vui? Trời đứng. Hả? Không có vui. Không vui luôn. Trời ơi. Không vui. Sao vui đi, nó khen chồng không mà. Có thấy khen anh không mà. Lâu lâu người ta cũng phải có cái ức chế, người ta muốn kể chuyện nhưng mà tâm sự tốt không mà. Ủa em nhớ em đâu nói em, xấu gì đâu. Em chỉ nói thật thôi mà, có làm sao em nói vậy thôi. Nhưng mà hình như là em về thấy một tuần lễ sau á thì hình như có người nhẹ nhàng hơn em xíu. À, thấy chưa, hiệu quả cực kỳ luôn. Yeah, nói thẳng chứ hình như thì... là hình như là giống như là khi mà cái gì mình show up ra cộng đồng mạng xíu, nó có áp lực xíu á, hình như là cái người đó người ta thay đổi phải không? Hình như vậy đó. Thiệt mừng quá ha. Như nói đúng rồi, cái chạy ra ngoài đứng cười luôn, đứng cười luôn rồi kìa. Tội nghiệp không, nay mặc cái áo caro giống như khăn trải bàn mới đi làm về. Ủa, mới đi làm đi luôn hả? Hợp rồi. Sau khi công ty thì after party với công ty mà tranh thủ chạy về cho kịp giờ live stream á. Tại vì biết không, giống như là đứng để canh em live coi em có nói bậy gì không. Đâu có, lần trước cũng canh thì em cũng nói bậy quá trời, lần này canh thì cũng nói y chang vậy, chẳng tốt gì hơn đâu. Rồi ví dụ ba má chồng có coi chưa? Ba chồng em thì không coi, nhưng mà má chồng em thì coi, cái cũng cười kêu thằng cha mày, nhưng mà kêu nói là qua ăn đi này nọ. Thì dạ thì dễ thương lắm, là cũng có mấy anh chị khách á, cái mua sản phẩm bên em, cái xong đòi chạy qua, thì có gần những người ở gần Fountain Valley á, thì đòi qua nhà má chồng em biết cấp, mà em sợ em ngại em làm phiền. Cái má nói thôi không có gì, không có gì đâu. Rồi xong lúc mà nhiều khi anh chị đang gọi điện á, mà em đang ở bên má chồng em á, thành ra má chồng em nói khoe, gọi nói như đứng ở ngoài mà nói vô cái phone á là đúng rồi, nó nói đúng là tôi từ 10 gram còn uống thuốc 5 gram rồi, còn uống thuốc tiểu đường là 0 gram này. Cao máu dễ thương lắm. Nói chung là nhà em thì vui, nói chung là em nói nói chung là bây giờ cái xe của em giờ giống như di động phải không, chở xâm núi đời xe luôn thôi. Giống như khách kêu tới đâu là chở, chứ sầu riêng tôi đâu có chở trên xe vậy được, chết luôn á, đi ngợp lắm luôn. Em đang muốn nữa là lát nữa vừa live stream xin chị Thúy Nga dĩa sầu riêng ngồi để ăn được mọi người. Trời ơi, đừng có mơ, không có rồi bà. Có ngày mai mới về mọi người, nhưng mà nhìn to quá, nhắc mới nhớ muối nào to quá. Lát nữa chị lấy kem sầu riêng cho em. Trời, Út nay mới làm mấy chục hũ kem sầu riêng, tại vì khách người ta đến ta mua sầu riêng người ta xin nhiều quá, mà mọi người cứ nói là ngon quá. Ngơ ơi, chị làm cũng giống vậy mà sao nó không ngon bằng Út làm. À, là chị lấy sầu riêng của chị làm kem luôn. Thì đó, nhiều lúc buồn á, đập nguyên đó, hôm nay Út làm đó một được 20 hũ sầu riêng mà hình như là tới 3 trái sầu riêng đó mọi người. Quá, bán là lỗ chết luôn á, bán mà 5-6 đồng hũ là lỗ bằng sao. Tại vì phải mua sữa, mua tùm lum tà la cho rồi đi tới đi luôn. Thôi nói chung bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Lát nữa tráng miệng đi, cuối giờ tôi cho ăn kem sầu riêng. Đẹp không? Và thấy chị nghe mặc áo xanh đẹp quá, nói trời ơi sao chị cho em biết em mặc áo xanh, em kiếm cái áo xanh mặc chung với chị cho vui. Đi lại màu tím nữa. Chị sợ em đẹp hơn em nên chị phải mặc âm thầm, chị không nói chị.
kèm tại chị là người phụ nữ lớn lớn hôm nay nè, không làm tóc đồ này nọ. Tại em... biết tại biết sao mà Thúy Nga cắt tóc ngắn mọi người, không phải là buồn tình mà cắt, mà cũng không có lý do gì mà cắt, không có thay đổi tính của Nga, cái kiểu tóc nào Nga chung tình hoài. Cái lý do mà để em cắt tóc chỉ là vì tóc nó hư hoại quá thôi, đó là em phải cắt nó đi. Em cắt nó đi mà em đau khổ lắm mọi người, chứ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Nên khi mà em đau khổ gì mọi người thả like, thả tim, thả sao được cho mọi em, cho tụi em vui đi để có động lực. Nếu mà tóc không có đẹp thì là mọi người có thả sao tụi em cũng thấy cảm thấy vui. Mà mấy bữa lần trước thì chị Nga hỏi em rồi, cái hôm nay em hỏi chị Nga được lần hỏi trước là hôm nay em nhiều chuyện thôi. Em nghe đồn thôi nha. Ủa đồn gì? Em nghe đồn chị á. Sao? Cho trên sóng hỏi được không ta? Cái này thiệt sự là không có tập trước được mọi người, giờ chỉ có 8 là 8 giờ hỏi được không mọi người? Ủa hỏi vụ gì vậy? Ủa hồi chiều nghe em có hai người thấy em thân với chị Nga hỏi em, với lại có một số anh chị khách cũng hỏi em luôn nói là Thúy Nga sắp có tình chấn động phải không? Em hỏi ủa, ủa tình chấn động gì? Cái nói hình như có người yêu mà giấu chưa công khai. Cái đấy ủa em đâu nghe chị nói gì đâu, em đi ăn với chị, hai chị em nhớ em đi ăn không à. Ơi, thì cái cũng xong là, cũng là cái tin nè đó, đúng chắc không? Là chắc trên mạng ta đọc cái tin là mặc áo hồng là sắp có chồng á. Cái hỏi trời em ơi, cái, em ơi không biết, cái nói em giấu. Trời ơi đâu có giấu, nè em mặc áo hồng chứng tỏ sắp lấy chồng, là bữa đó em mặc cái áo này sao em đặt cái vần vô. Rồi nói chung mình cũng phải ước mơ chứ em. Nhiều lúc mình ghi như vậy mình có thiệt thì sao? Bây giờ thì từ từ rồi coi thử coi có hay không. Hèn chi mọi người hỏi em nó không biết, mọi người kêu em giấu. Cái Facebook của em nó lợi hại quý vị, mình buồn cái người ta nghĩ là mình buồn mà mình viết mình chứng tỏ sắp lấy chồng cái là cái bị đồn liền. Đồn liền nó là sắp có tin chấn động của Thúy Nga. Nhiều lúc đồn nó chắc cũng là chắc mình giấu chưa chưa. Đồn nhiều lúc nó cũng có thiệt chứ, không ước mơ mà. Con người ta phải có quyền ước mơ cho quý vị. Ờ ước mơ có chồng là niềm ước mơ của tôi, nhưng mà không phải ước mơ của con người khác nha. Thấy mọi người là luôn nhận xin được 225 sao đó, mọi đó. Người như có vẻ là thích á, rất là ủng hộ cái chuyện mà chị cắt tóc đẹp đó cưng. Tự nhiên á mọi người biết không, hồi chiều mấy người hỏi em, hôm trước khách gọi điện mua xăm cũng hỏi em xong cái tự nhiên hôm nay em thấy chị nghe quá tươi rồi, qua tóc tai rồi mới mẻ rồi, mới trời sao thường live stream mà thường thường mà có tình yêu mới diễn đẹp như vậy. Không, thường ngồi với nhỏ mà đẹp hơn mình phải đẹp hơn nó. Thì nè, bây giờ mình vô cái vấn đề là bữa hôm sau cái vụ mà hai chị em mà nói cái vụ xâm núi á, rồi cuối cùng là các cô chú có ủng hộ nhiều hơn. Trời ơi, nó thiệt luôn đó, em cảm ơn luôn rất là nhiều luôn. Là thứ nhất là mà chị Nga cũng phải test hơn nửa năm rồi, chị Nga thấy tốt rồi, xong rồi chị Nga thấy chị Thoa dùng tốt rồi thì mới cho em lên sóng. Tại vì mọi người biết đâu có dễ mà được lên cái sóng chị Nga mà nói một cái gì mà chỉ mà không có biết tốt về nó, đúng không? Tại vì giống như cũng có cái uy tín của chị thì nó thiệt đó, là em bất ngờ quá luôn á, là khán giả của chị Thúy Nga thì trở thành là khách hàng xăm của em, thì thật sự là mấy anh chị quá dễ thương luôn, giống như là kiểu như coi như người nhà của em á, ủng hộ nhiệt tình lắm mọi người ơi. Em có chụp hình qua trên kênh, trời mừng quá, nói trời mọi người ơi, là kiểu như là gọi điện cái là lấy liền ba combo, là 9 hộp tặng 1 hộp, 10 hộp 10 hộp liền luôn. Mà có mấy anh chị ủng hộ hồn, thấy em thấy đóng, chị thấy em đóng cái thùng chả ba lửa luôn mà. Dạ quá có rồi. Hai anh chị có cái chị kia là ở Canada luôn, là cái mua cái bill 1000 á, 2 bill 1000 luôn. Wow. Là $2000 là một 30 hộp, một người mua 60 hộp luôn. Wow. Để gửi là qua ship Canada được qua Canada à? Luôn dạ. Ồ, vậy là good luck. Dạ mà mấy luôn. Khách của mấy anh chị dễ thương lắm, có nghĩa là mà lại chắc nữa nói là trời ơi cái này á, là nghe nhiều người nói tốt nhưng mà chưa có biết chỗ nào uy tín mua, mà tại sao bây giờ chị Thúy Nga mới chịu chia sẻ. Cái đó trời ơi, chị đâu phải là dễ mà chị Thúy Nga chia sẻ đâu, chị test rồi chị thoa khen quá luôn mới được. Nói nào cũng hay, nói vậy thì cũng tội nghiệp là em khó quá. Thực sự là của Thúy Nga cũng khó thiệt mọi người. Ở cái Cali này nè, thực sự ra người bán sâm rất là nhiều. Nên là trong đầu của Nga cũng nghĩ sâm nào nó cũng như sâm nào thôi. Tại vì mình không biết cái... Đối với Nga khi mà làm một cái gì về một cái sản phẩm nào hay là nói một cái gì nó phải có cái chứng thực nữa. Thì trước đây thì bé Nhã Khanh cũng cho Thúy Nga xài, nhưng mà nói thú thiệt là Nga rất là bận rộn, mà Nga cảm thấy là nếu mà sợ uống sâm nó nóng á, ăn mình ăn sâm nó nóng nó nổi mụn đó, là Nga không có dám ăn. Thì Nga đi cho mấy người bạn bè, thì trong đó chị Thoa cũng đi chơi với Nga, thì Nhã Khanh cho, thì chị Thoa chị rất là khen, mà chị nói là ông xã chị xài rất là thích.
Thì vừa rồi á, chính bản thân Nga khi mà Nga like cái sản phẩm sâm núi này của Nhã Khanh mọi người. Yeah. Thật sự cái hôm bắt đầu Nga like á, bắt đầu sau cái hôm like bắt đầu Nga mới là cái người trải nghiệm. Bữa hôm Nhã Khanh nói rất là nhiều, tại vì Nhã Khanh hiểu và biết cái công dụng của nó. Còn chị nói thiệt là em đưa chị mà chị quăng lăn lóc gì đâu có dùng đâu. Đôi lúc chị nghĩ ủa tôi đâu có bị gì đâu, mắc máu tôi ăn cái này chi, rồi có chuyện gì, rồi nó công nó rần rần quá rồi sao. Hiểu không? Nó rần rần thiệt đó. Mình rất là sợ. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái mình nó hay là thôi, dạo này mình hơi yếu yếu trong người, thử ăn coi nó làm sao. Thiệt mọi người, thiệt tình luôn là ngay chỉ còn ăn 2 viên thôi, Nga thấy cái hiệu quả nó khác biệt luôn. Mà nhất là cái vụ mà đi tiểu vặt á, thực sự mà phụ nữ của em á, nhất nhỏ này nó chưa sanh thì không nói, tôi sanh rồi tôi biết. Ngày xưa á, là hả, chị con gái là không có đi tiểu lúc nhắc nhắc nha. Mà hả, sau này sanh người khác xong là hay bị bệnh như vậy lắm. Tưởng tượng không mọi người, em uống nửa lít nước, 15 phút sau là em đi đúng nửa lít nước. Em uống một lít nước, lát nữa 15 phút sau là em đi đúng một lít nước, coi như là uống xong là đào thải ra liền. Yeah. Nói chung là đi liền luôn, mà có gì đi còn 2-3 lần. Yeah. Nhưng mà thiệt sự từ lúc mà Nga ăn cái sâm núi này nè, mình thấy tự nhiên mình thích sức khỏe giàu dạt không em? Yeah. Tự nhiên thấy năng động mà cảm thấy muốn lấy chồng dễ sợ luôn. Rồi thêm một cái nữa là nó không có bị đi tiểu lắc nhắc. Dạ đúng rồi. Bữa hôm mà em nói cái này là ô, cái này nè Nga đang ăn cái hộp này mọi người. Thì nói chung một hộp này nó 12 viên đúng không bé? 10 viên. Bữa vậy em ăn mới có 1 tuần à. Đó, mà em ăn 2 viên đầu đây nè, chứ Nga còn 3 viên. Ban đêm không dám ăn, sáng thì ăn. Thiệt sự luôn. Có hôm sáng tôi nhớ tôi ăn, có hôm sáng tôi nhớ tôi quên, có khi chiều tôi về tôi quên rồi tôi không ăn luôn, tại tôi nghe đồn là ăn ban đêm sợ ngủ không được. Dạ đúng rồi. Thế nên là không dám ăn. Dạ. Rồi hôm nay thì sáng sớm ngủ dậy có ăn rồi. Dạ. Mà thiệt sự là Nga ăn có 2 viên rồi mọi người, là Nga thấy cái sức khỏe Nga nó thay đổi. Dạ. Nó thay đổi rất là có một cái gì đó nó rất là giống như là ngoạn mục luôn á em. Dạ. Mấy hôm là chị xìu xìu ở nệnh lắm. Sáng mà ngủ dậy mà chị ngủ không có đủ giấc. Đúng rồi. Em biết chị thì thức khuya, mà sáng nào cũng phải đúng bo con người khác nó dậy 7 giờ. Dậy sớm dễ sợ luôn. Là chị phải dậy. Đúng rồi. Chị dậy chị phải lo cho nó ăn uống, là mắt nhắm mắt mở, là xong cho người trong nhà có người đưa nó đi học. Đi học xong là chị sẽ vô chị ngủ lại, chị làm hết. Nhưng mà từ lúc ăn này là những lúc chị đưa nó đi học đó, con chị dậy đi học xong một cái là hả, chị vẫn những dậy tỉnh táo, chị tỉnh táo không chị có khỏe ngủ lại luôn, và đúng chị không chị cần ngủ lại, chị dạ. có thể đi làm việc khác. Dạ. Mặc dù ngủ có 3-4 tiếng rồi đó. Đó mấy chị kia cũng nói là uống một viên bây giờ không có được. Mấy chị ở tiểu bang xa cũng vậy á, nhiều khi nói một ngày giũa không nổi luôn, 5 bộ là thấy mệt. Mà hôm mà dùng cái này từ khi trời 8 bộ mà cả bộ chân luôn á, nói là làm chân cực hơn làm tay. Mà vẫn không mệt, sau đó còn dọn toilet để ngày mai chuẩn bị làm nữa, thành ra là họ rất là quý cái này luôn đó. Thì tôi cũng rất là mừng, cảm ơn chị Nhã Khanh, chị cho em ăn cái sâm núi này. Thứ nhất là em vui là em khỏe lên. Thứ hai là cái người em nó không bị mệt như mọi ngày nữa. Và cái thứ ba nữa là không có gọi là trộm ví, không còn đi tiểu lắc nhắc. Uống 1 lít nước thì vẫn giữ trong người nha. Không đó. Thật sự mình nghe thôi chứ mà mình không có tin, nhưng mà mình phải trải nghiệm. Thì thực sự là chính bản thân Nga thì Nga thấy good, dễ thương lắm chị. Có nghĩa là lúc mà coi cái clip của chị á, là tại vì sale có 10 ngày thôi, là ngày 10 ngày thôi. Thì có một số anh chị coi clip trễ mà gửi hàng đi 2-3 ngày vừa nhận được xong á, thì vừa xài đúng 3 ngày á là thấy tích quá, hiệu quả quá, và gọi điện liền là cái ngày hôm qua, cái ngày sale cuối cùng á, là mua ngay để mà để giữ cái giá sale này. Và thậm chí á là lúc mà xài cái 3 ngày á là lập tức là cái lúc đó cái chị đã mua có 3 hộp thôi để xài thử thôi, thì là sau lần thứ 2-3 ngày á, thì là mua 10 hộp, và một người bạn mua 10 hộp. Sẵn đây thôi, bà live stream bữa nay bà sale tiếp đi là người ta vui đi. Là chị ấy là phải giới thiệu liền. Dạ tại vì có nhiều người lắm chị, tại vì giống như cái kênh của chị họ không có coi trên Facebook Live mà họ coi trên YouTube. Rồi họ nói là dạ và cả tuần sau mới coi lại, thì hốt hoang hốt quảng trời ơi. Thậm chí có cái bác kia, mọi người biết không, là coi cái kênh của chị nghe là bên Houston lúc 6 giờ sáng thì lập tức bấm cái số phone tại thấy ngày cuối cùng rồi gọi cho em 4 giờ sáng đó mọi người, 4 giờ sáng để mua con xong. Ơi con còn hàng khuyến mãi không, còn khuyến mãi không, để bác coi trễ quá. Thương trời ơi, về khán giả thấy thương lắm.
Dạ. Vậy thôi sẵn em livestream sale tiếp dùm cho chị đi. Tại vì thứ nhất dạ. cũng thứ nhất là để người ta biết cái sản phẩm em nhiều hơn. Dạ. Thứ hai là fan các cô các chú của chị trên YouTube thì rất là nhiều. Dạ. Đa phần khán giả của Nga là các cô chú lớn tuổi rất là nhiều với mọi người. Dạ. Khán giả của Nga đó là các cô chú lớn tuổi rất là không, nhiều. Mấy chị cũng bốn mấy năm mấy cũng rất là nhiều luôn. Chị bị là tiểu đêm nó nhiều rồi nó mệt mỏi, mà sao ai cũng cholesterol, ai cũng bị mỡ máu, ai cũng bị tiểu đường hết chị. Mà nghe cái sản phẩm này rất là mừng luôn á. Dạ. Nhưng mà bữa hôm á mình nói chuyện á, mình không có nói cái mà thanh lọc cái máu. Bữa hôm á chị thấy là sau đó đó có nhiều người rất là hỏi. Dạ. Dạ. Cao mỡ cao máu thì nhưng mà làm sao để mà mình thanh lọc cái cơ thể mình cho nó khỏe, nó vậy. Detox đi hết những cái không tốt á. Vậy thì mọi người cho phép em hôm nay em sẽ nói chậm hơn xíu, hôm trước em nói hơi nhanh thì em nói hơi chi tiết một chút xíu, tại vì có rất nhiều anh chị luôn, các bác luôn gọi lại. Thì thứ nhất á, những cái câu hỏi là đơn giản là đầu tiên là phân biệt hai loại này, ai thì nên xài loại xanh, ai thì nên lại xài đỏ. Dạ, và mỗi loại nó như thế nào? Sẵn đây thì chị Nga cũng mới nói là bé Nhã Khanh đó là còn có vài ngày nữa về Việt Nam mà, nên là lật đật nó là chị ơi cho em lên live đi em nói chuyện, nhưng mà thật sẵn vài hôm á em cầm về cho chị một ít cho ba mẹ chị. Yes, ba của chị đang bị bệnh nặng lắm. Dạ, chị muốn gửi về khỏe liền luôn á chị. Dạ, chị ủng hộ cho em một ít để mà để mà em về cho ba mẹ, cho ba chị, nhất là ba chị giờ đang cần cái này. Có mấy chú mà kiểu như bị bón á, mà bón ở đây mọi người ơi không phải là vì cái ruột của mình không đâu, mà bón ở đây á là bị cái mỡ nó tắc nghẽn cái mạch máu, thậm chí tắc nghẽn ruột, mỡ nội tạng rất là nhiều. Đúng rồi đó. Đó. Ăn cái sâm này mọi người không hiểu sao đi toilet miết luôn. Đi đã lắm. Ủa bà bỏ cái gì trong đó, thuốc sổ bà nội. Dạ, thì ở trong đó sâm, saponin rồi trầm muộn. Dạ, thì mấy bác đó bị là bón mà đi ra. Rồi thì cái ngày đầu tiên đi nhiều. Lúc đầu á thì quên, quên. Chị có nói ủ chết cha chị ăn cái gì mà sao chị bị đi hoài vậy? Cuối cùng sau cái mấy ngày sau á chị mới nói ăn cái sâm núi. Đúng nó detox cái cơ thể đó quý vị. Trời đi là cái thanh lọc, nó thanh lọc cơ thể mình rất là nhiều. Nên hôm nay em tự tin em mặc đầm ôm, nhưng mà thật sự là cũng chưa có ôm lắm, nhưng mà mới có 7 ngày mà. Đó, thêm nữa đi chị, là tại em nói với chị dùng trong vòng 3 tháng mà thường xuyên vậy, chị đi cái lớp mỡ chị ra ít nhất là 2 tháng ít xuống 5 bao, còn 3 tháng ít xuống 5 kg. Uống thời gian là mình ăn thời gian là giống Ngọc Trinh luôn ha. Đó mọi người, thì ở đây đó thì em Ngọc Trinh là dòng em 60 luôn. Chị dòng em cũng có 70 thôi à. Ok, em sẽ giải thích nha, tại vì rất là nhiều anh chị hỏi là ủa tại sao uống sâm mà lại giảm cân? Ăn cái viên sâm này mà lại giảm cân. Mỗi ngày một viên. Dạ. Thì em giải thích hôm nay trên cái live luôn cho mọi người nha. Thì khi mà các bác nghe thì đúng rồi như chị nói là vài ngày đi toilet tại sao nó ốm vậy. Thì đầu tiên á là vì á cái sâm này á khi mình ăn ha một ngày một viên thì thứ nhất là nó chỉ cho giúp cho táo bón nè, mỡ trong máu nè, cholesterol nè, tăng kháng thể nè. Đó, rồi những người bị tiểu đêm đó, là cái dòng sâm xanh này, đó sâm núi này nha mọi người. Đó thì tại sao mà uống như em nói ăn thì nó giảm cân, giống như hồi nãy chị Thúy Nga nói tại sao nó thanh lọc máu là vậy. Thì á mọi người ơi, thường thường mình ăn cái gì nó sẽ vô, nó thẩm thấu vô gì đầu tiên, vô máu. Mà mọi người thường thường hay bổ này bổ kia mà quên làm sạch máu. Ở đây là sao, mình ăn những cái dầu mỡ nhiều tại sao tăng cholesterol, tiểu đường, vì cái máu mình cũng nó vô máu. Dạ, mà khi mỡ trong máu nhiều nó làm tắc nghẽn mạch máu, thì hỏi mọi người máu không lưu thông tốt làm sao mà da đẹp, làm sao da dễ hồng hào. Ok, máu mà không lưu thông tốt thì tại sao nhức đầu quá, tại vì máu không lên tới não. Rồi tại sao máu cứ tim thiếu máu lại đau tim đủ thứ mà, và máu thì tắc nghẽn mọi thứ thì tại sao tại sao bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Thì ăn cái sâm núi này nè, nó thanh lọc, nó làm sạch rất là nhiều là tất cả là mỡ nội tạng. Thì mỡ nội tạng là mỡ trong nội tạng, mỡ trong máu, trong gan, trong hết mọi thứ luôn chị. Thì thành ra là khi ăn cái này á thì từ cái lượng mỡ nhiều trong người mình là 5 đến 7 ngày, mình tại sao đi cầu dễ cho những người táo bón, và khi mà đi khoảng 5 ngày mình thấy cái lớp váng vậy luôn. Nhiều anh chị cho em biết đúng không, là cái lớp mỡ nội tạng của mình đi cầu ra. Nhưng mà có mấy bác lớn tuổi mà coi như là mỡ quá nhiều thì trời ơi, mới có ngày đầu ngày thứ hai thôi là đi quá trời đi, thì rất là cũng hơi sợ, gọi điện nói là ô bác đi dữ quá rồi, có ai giống bác vậy không. Thì khi nói ủa dạ bác đi xong rồi, quan trọng bác thấy sao, nó bác đi xong thì bác khỏe.
Thì em dạ thì em mới nói là uống nước nhiều vô, thì tới ngày thứ tư thứ năm bác nói thích quá. Dạ. Thì có mà khách của chị Nga dễ thương quá, khán giả dễ thương là gọi cho em, là không phải chỉ đặt hàng đâu, gọi cho em xong xài tốt mấy ngày cũng cho feedback, cũng gọi lại báo, nhận được hàng cũng gọi lại báo, kêu nguyên dòng tập mua nữa. Dạ đúng rồi, kêu là nguyên một tiệm mua, rồi kêu mấy anh chị rồi các tiểu bang khác mua, dễ thương lắm luôn. Dạ. Thì đó là lý do. Ok mọi người nha, nếu mà ai bị cholesterol nè, mỡ máu nè, muốn cần phải tăng kháng thể, tại sao giống như ở những tiểu bang khác lạnh bị allergy vậy, thì tăng cái kháng thể này lắm sẽ không có bị cảm cúm người nọ nhiều nữa. Và quan trọng là không tiểu đêm, mình khỏe thì mình sẽ uống cái này nha, cholesterol, mỡ máu, mỡ nội tạng. Là chị muốn lấy cho ba chị nè. Dạ. Ba chị đó, còn mình phân biệt cái này là mẹ chị được nè. Đó thì cái này màu mẹ đỏ tiểu đường. Dạ thì mọi người thấy có cái trái berry đó, tiểu đường đúng không? Đó cái trái này là cái trái dâu của cái trái mà giống như trái sâm á. Đó là cái trái berry này. Thì cái màu đỏ này tốt cho những người là tiểu đường. Mà khi tiểu đường á thì nó sẽ đâm qua là gì, bị đau thận, đau gan. Đó, mà những người nhậu nhiều nè thì khi mà mình ấy thì mình sẽ rất bị stress, thành ra là những người bị stress luôn. À, và những người giống như là bị kiệt sức á, giống như là mấy anh mà hay lái xe đường dài cần không mệt mỏi thì uống cái này rất là nhiều. À, và đặc biệt hai loại này nó có cái điểm chung, như em khẳng định một lần nữa luôn, có rất nhiều anh chị uống cà phê hay cũng chóng mặt, hay là ngậm cái sâm lát thôi cũng chóng mặt, thì cho em feedback luôn nha, và khẳng định luôn là dùng cái sâm này thì những người cao máu, cao huyết áp dùng được, không bị, chứ không phải là ai mà yếu vô mình cũng uống sâm được nha chị, nó giật luôn á. Thì mọi người đều uống cái sâm này được đó, những cái bác tám mấy chín mấy tuổi là cần hồi phục sức khỏe vẫn dùng được. À vậy thì tiểu đường, đau thận, đau gan cần hồi phục sức khỏe thì xài màu đỏ. À còn mỡ máu, cholesterol, tiểu đêm, tăng kháng thể thì màu xanh. Và cả hai á thì đều giống nhau một cái á, là cao huyết áp dùng được, với lại gì, phòng ngừa đột quỵ. Tại vì sao, mỡ mình lưu thông, máu mình lưu thông tốt, không có đánh tan hết những cái mỡ đó. Nhưng thì nó sẽ mọc cái điều nữa là nãy giờ nói quá mà không cho số điện thoại, sao tôi mua hàng bà. Dạ mọi người ơi, gửi giùm em cái em gửi qua chị. Rồi chị biết rồi, chị biết. Dạ. Rồi để chị nói. Mọi người ơi, như chị nghe nói là vài ngày nữa em về Việt, cái số điện thoại dạ. của Nhã Khanh lên đó. Vài ngày nữa em về Việt Nam rồi, nhưng mà em sẽ extend cái ngày sale này, tại vì rất còn nhiều các anh chị khán giả của chị Thúy Nga là chưa có kịp coi cái YouTube. Và cái thứ hai nữa, các anh chị vừa mới nhận được hàng, mới xài có thực ra đó, đợt đầu người ta chưa biết nhiều. Nhưng mà cái đợt sau khi người ta xài á, chị nghĩ là người ta sẽ thích nhiều. Trời, như bản thân chị nè, bây giờ là chị thích đó. Đó chị nghe, bây giờ mà mọi người tưởng tượng đi, đâu đó. Rồi ôi này em nói chưa ta, nhiều đó. Lúc lớn tuổi lú lẫn cũng ở đây đó, em mang còn có 3 viên nè, hộp đó đây em mang mỗi em một viên nó như vậy nè. Bây giờ đó tánh Nga hay quên lắm mọi người, nên sáng sớm là Nga để ngay trước cái mặt, ngay chỗ mà làm đồ ăn sáng cho con gái Nga đó, là vừa cho bác ấy, cái là xong em cũng uống một ly nước, em ăn trái cây miếng xong em cũng ăn một viên. Dạ đó, số phone chị... cho em số phone, em đang tính hỏi. Dạ chị Tina ơi, số phone để mình đặt hàng công ty là 714-880-5770. Dạ chắc là bên chị Nga có nốt cái số đó, dưới nha mọi người. Dạ 714-880-5770. Và các anh chị có thể đặt hàng mà tụi em cũng ship đều đều hàng tuần về Việt Nam. Tại vì các anh chị đây mua cho mấy người thân ở Việt Nam rất là nhiều. Thì có thể gọi số điện thoại Việt Nam để đặt hàng là 083-888-3030. Dạ số Việt Nam là 083-888-3030. Và các anh chị cũng có thể là lên cái website. Lên website mua nhiều lắm, tại vì các anh chị mua không đưa website là mọi người cũng dạ mọi người tự mua luôn, thành ra nhiều khi buổi sáng mở máy lên là chụp đơn hàng rồi á, là mọi người tự lên website, và tại vì mọi người chặt thẻ đó chị đó, mua trên website rất là nhiều. Thì trên website là số 7 nha, 7 pound là số 7, chữ pound 7 bao á, pound cân nặng á, 7 pounds có s. À, rồi USA.com. Đó, bị tiểu đường gì chị? Có nhiều không mình lắm mà chị. Trời ơi, tiểu đường nhiều lắm em ơi. Dạ. Tiểu bậy thì ít chứ, ở Mỹ là tiểu bậy bị phạt mà tiểu đường nhiều lắm. Thiệt. Tiểu đường là giống như một cái bệnh mà của những người lớn tuổi quý vị. Dạ. Rất là dễ bị luôn.
nhà Nga đó là mẹ Nga tiểu đường, là cả nhà cũng tiểu đường luôn, mấy bà dì gì đồ đó. Dạ. Đó, ông ngoại cũng bị đó. Nói chung là nên tới giờ là bản thân mình đó, mình phải check care sức khỏe dữ lắm em. Dạ. Ăn uống là phải giống như là không có để bỏ đói quá. Nhiều lúc mình bỏ đói quá nó cũng dễ bị cái hạ đường huyết đó, nó kéo xuống, nó làm cho mình bị tiểu đường mọi người. Dạ. Đó là theo kinh nghiệm của như mẹ Nga đó, là mẹ Nga chia sẻ dạy cho em Nga là phải ăn uống điều độ. Không cần ăn nhiều nhưng mà đói là phải ăn, chứ không có nhịn. Tôi là tôi thương mấy chị làm nail ở Mỹ lắm. Đúng rồi. Cứ khách vô không chịu ăn gì hết, cố làm đó. làm cố tới ngày gục. Thứ nhất là vừa đau cuộc sống nè, vừa những căn bệnh kéo theo, ví dụ như tiểu đường đó, là nhiều lắm rồi. Đúng nhất rồi. Mỗi người yếu đó, lắm. Cái này cũng đỡ nhất mỗi mấy người chị luôn đó. Là mà trời ơi. Nhưng mà Nga nghĩ á, mấy là mấy chị nail nên ăn mấy cái này. Tại chính bản thân Nga cũng trải nghiệm mới có mấy viên thôi, nhưng mà Nga thấy ok. Cả tiệm mua luôn á chị. Một chị ô ớn cái xong rồi cả chị. Tại vì á, mọi người hay mua mà ăn á, mà ngon, ăn mà tốt á, là người ta tin. Dạ, là đúng người ta rồi. sẽ truyền tay nhau, dạ. Mua dữ lắm. Dạ, thành ra em vẫn giữ cái giá sale này nha mọi người. Thì cái giá mà bán á, là nếu mà không sale á, là 50 đô la một hộp. Đó, là gồm 10 viên. Nhưng mà đang giá sale là cứ 3 hộp á là 120 đồng, có nghĩa là chỉ có 40 đô một hộp thôi đó. 3 hộp thì 120 đô, thì chỉ có 40 đô một hộp thôi. Nhưng các anh chị mà mua 3 combo như vậy đó, mua 3 combo có nghĩa là 9 hộp, tại vì 3 hộp là mình xài một tháng đúng không, thì 9 hộp là có 360 thôi, nhưng mà mình được tặng thêm một hộp nữa đó, được tặng thêm một hộp là 10 hộp, coi như là 10 hộp có 360 đô. Đó. Còn 3 hộp là 120 đô, còn 1 hộp là 50 đô. Đó, thì em sẽ extend cho tới cái cuối tháng này hôm nha. Hôm nay á, là mọi người coi cái live stream này á, thì là Nhã Khanh sẽ sale tiếp. Tại vì Nga thấy thứ nhất là Nga cũng nói Nhã Khanh, Nga nói em ơi bây giờ đó người ta cũng mới biết cái sản phẩm này của em trên cái trang của chị, nhưng mà người ta thích quá. Nhưng mà cái lượng người biết á, thì là nó họ đã uống rồi, họ ăn rồi, nhưng mà để mà giống như để tăng cường cho nhiều người họ biết hơn nữa, thì mình cứ sell để cho mình có cái lượt khách hàng nữa. Tại vì khi mình ăn cái sản phẩm này á, là người ta sẽ thích và người ta sẽ đồn. Tôi nói trời cái này ngon lắm, ngon lắm. Giống như ngày xưa mà chị bán sầu riêng á, trời ơi người ta đồn, tôi nói trời ơi Thúy Nga là đôi lúc chị cũng cần quảng cáo, em tưởng tượng không. Chị chỉ live stream đúng một rồi. Lần thôi, nói như các cô chú anh chị đang đầu người ta cũng sợ, ta mua một trái nha. Ta mua thùng về ta chia mỗi người một trái, xong cái từ một trái đó đó mỗi người chia nhau một trái, cái ta nói ngon ngon quá, cái đồn cái cuối cùng nguyên dòng tập vô ăn luôn, cái mình khỏe dễ thương lắm. Mà rất cái điều quan trọng đó là Nga phải cảm ơn là khán giả rất là thương Nga, mọi người quý Nga dữ lắm. Nói chung là mặc dù biết mình là đi làm nghệ sĩ nè, rồi đi diễn, rồi ngoài cái thời gian rảnh rồi thì mình buôn bán, thì đa phần là các anh chị rất là ủng hộ. Ủng hộ luôn á. Ủng hộ lắm. Nói là thôi chị vẫn thích ăn sầu riêng của em, chị chờ. Nên là hả, có nhiều lúc mà Nga bận lắm, Nga không có bán được luôn mọi người. Nhưng mà hả, các anh chị cứ nói chỗ em ơi chị thèm sầu riêng quá, là chị phải đặt á em. Giống như không phải chị đặt mà chị phải lấy về cho những khách đặt. Đúng có rồi. Nhiều ngày Nga rất là bận. Ví dụ như ngày mai nè, thật sự là bây giờ Nga bận lắm, mà trong tuần rất là nhiều việc, Nga không có làm được cái vụ sầu riêng luôn. Mà cứ cuối tuần á là mọi người lại nhớ, lại muốn ăn. Thì là hả, có những người trong tuần vậy nè, họ nói trời ơi chị ơi cuối tuần em bận em đi làm ấy, trong giữa tuần chị lấy cho em để em ăn. Thế là ngày mai phải đi lấy sầu riêng về cho mọi người. Đang ở nhà cuối tuần sinh hoạt với chồng. Mà thường cuối tuần em mới bán nha. Mà hôm nay là trong... Đang ngồi tập hát karaoke. Đang hát mở live stream chỉ lên cầm nguyên một dĩa sầu riêng to ngon. Trời ơi, tao nói nước miếng nó chảy. Hết hát được luôn vậy. Chị tưởng tượng mà hát mình nước miếng chảy làm sao mà hát. Bởi vì em không có giận chị. Em không có. Nhưng mà lát nữa có kem sầu riêng. Nhưng mà mọi người ơi. Phải công nhận là Nhã Khanh á, cô bé này rất là thích kinh doanh, mà phải tìm những cái gì tốt thì Nga phải công nhận là cái sản phẩm mà Sâm Núi người Nhã Khanh đó là Nga rất là đặt niềm tin vô. Tại vì trước đây là Nhã Khanh đã giao cho Nga nói là chị ơi cái sản phẩm này rất là tốt, chị quảng bá cho mọi người biết. Nhưng mà Nga bị ngại á, tánh Nga làm cái gì á mọi người biết không, là Nga rất là không có muốn giống ai hay là mọi người giống như là nói là mình giành thị trường của họ này nọ. Tại thực sự ra Sâm ở cái Cali này cũng có nhiều người có, chứ không phải đúng là rồi. Một mình bé Nhã Khanh đâu. Dạ. Nhưng mà nói mà ăn như thế nào, hiệu quả như thế nào á, thì trước đây á, nói thú thiệt là Nga cũng hay đi
vô mấy cái chợ Hàn Quốc, ừ, họ cũng có mấy cái sản phẩm sâm, đúng rồi, nhưng mà không hiểu tại sao Nga ăn về Nga rất là nổi mụn luôn đó. Nhưng mà khi cái sản phẩm này á Nga ăn, thứ nhất là tự nhiên Nga thấy sức khỏe mình nó thay đổi, thực sự thay đổi luôn. Cái gì một hôm Nga nhiều việc mà Nga đuối, sáng ngủ dậy mà là chỉ muốn nằm, không có muốn đi xuống giường, coi như hết pin luôn á. Cho người khác ăn xong là chị vẫn tiếp tục, chị vô chị nằm chị bẹp luôn, nhưng mà dạo này á, là từ ngày ăn mấy viên xong này Nga thấy rất là khỏe mọi người. Khỏe mà không có đi kiểu lắc nhắc, mà được cái nó sổ hết những cái mỡ thường của mình ra, mình cảm thấy rất là ok. Đó thì là Nhã Khanh để điện thoại đây rồi, thì là bả còn có mấy ngày bây giờ Việt Nam bả thèm livestream của mọi người, chứ thường cuối tuần em mới thích có cái chuyện buôn bán, nhưng mà thôi trong tuần mọi người xem á, thì nếu mà người nào đã sử dụng mà thích á thì cứ ủng hộ tiếp, tại vì mình tiếp tục sale. Còn nếu mà ai mà chưa dùng thì nên dùng đi, dùng sẽ thấy rất là hiệu quả mọi người. Bản thân Nga rất là thích luôn á. Mà em cũng bất ngờ quá, tại vì thật sự luôn là sâm ở ngoài rất là mắc, nên thật sự chỉ có mấy chục đồng một hộp như vậy, tính ra một viên có 3.6 á chị. Nên mọi người mua nhiều quá và mọi người tranh thủ sale, thật sự luôn á là 80% đơn hàng á là toàn là mua 10 hộp của mà combo không mày. Dạ tại vì để dành hàng là 3 tháng, tại vì họ muốn là coi 3 tháng thực lấy quả. Một hộp có 10 viên ăn cũng quay lại hết, thôi mua luôn làm combo luôn. Dạ. Giống mà... như chị đi mua đồ á, nhiều lúc chị mua luôn loạt chị để giống như để dành sử dụng dần vậy đó. Có chị Christine mới mua 10 hộp, cái tự nhiên mới 2 ngày sau đặt nữa. Em nói ủa chị ơi không sao đâu, còn sale mà. Mấy ngày nữa đi chị đặt cái không. Chị mua 10 hộp nhưng mà tiệm mỗi người lấy cái xong xài thích quá, cái giờ chị phải mua thêm, mà lúc đó mới mua thêm 30 hộp nữa để là về chia cho mọi người luôn á chị. Dạ nói chung là tại vì nhiều khi những bà con mình ở thay vì bây giờ xa mình xa ăn đó 3 đồng đó mình đi ăn gì nó độc hại, mình giữ sức khỏe bằng cách mình ăn một viên sâm, chính thực sự rất là tốt mọi người ơi. Nhiều khi mọi người không có nghĩ là cứ mỗi ngày chỉ có 3 đồng mấy vậy mà nó hiệu quả kinh khủng, nó đỡ. Mà tại vì có một số anh chị á dễ thương lắm là bị mỡ với tiểu đường luôn chị, cả hai. Thì là giống như mua cái combo 10 hộp á là 5 hộp xanh 5 hộp đỏ vậy, tại vì bị cả hai luôn. Thì họ nói là thật sự họ nhìn thuốc đó, họ phải uống hoài á, họ ngán, họ sợ lắm rồi. Thì họ nghe cái này họ mừng lắm luôn á. Và rõ ràng là uống cái này mới có tầm có 7 ngày à, lúc em làm cái chim 7 ngày là khác liền, là quay lại mua tiếp 10 hộp liền. Mà người Việt của mình mà nhất ở tiểu bang khác nữa, ở xa là cứ hay chia sẻ với nhau lắm chị. Kiểu như ai thấy cái gì hay là hú nhau, tại vì ở những tiểu bang khác cũng khá là mua. Thì bởi vậy. Dạ. Còn em nói thiệt là hôm rồi văn phòng em á thì sau khi mà Covid thì cũng đóng cửa hoài, tự thường là đang ship hàng. Mà nói thiệt like với chị nghe xong, trời ơi mấy anh chị gần khu Garden Road, Fountain Valley, Western mình là chạy lên tiệm pick up quá trời luôn á chị. Rất là mừng luôn. Là không ngờ là mọi người mà vui một cái là khi mà mọi người xài mà khỏe đó, thì giống như là họ test trước có 3 ngày thôi là bắt đầu đặt để mà giao cho người nhà ở Việt Nam. Bà nói là thật sự cũng có chuyển lời đó chị Thúy Nga, là cảm ơn Thúy Nga là cho biết cái đó, sản phẩm này. Nhã Khanh mọi hôm thì cũng không biết là muốn cho cái mọi người biết được cái sản phẩm này tốt. Thì khi mà like trên cái trang của Thúy Nga là Si rất là hết hồn, Si nói trời chị ơi vừa mới like đó là sáng 3-4 giờ sáng rồi người ta gọi em cháy máy luôn á. Thì chị Nga mới nói là thật sự em biết không, có nhiều cô chú ở bên khách tiểu bang xa đó, họ vừa coi live stream xong là họ bấm liền cái số luôn, họ bấm liền, họ gọi chị bị hoài nên chị quen rồi. Nên là sau này Nga rất là hay sợ bị cái buổi sáng sớm gọi á, Nga nói là mọi người nhắn tin đi. Sáng sớm là bình thường, tại vì nhiều khi ở tiểu bang khác á là tối là mới mở kênh YouTube của chị Thúy Nga lên coi là 9 giờ 11 giờ là 11 giờ khuya bên đó là 9 giờ bên đây. Em nói thiệt là giống như em từ khi lên cái kênh của chị Thúy Nga là em bán hàng từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. 10 giờ tối á, dạ. Nhưng mà 10 giờ tối mấy ngày đầu thì chỉ có 8-9 giờ tối, nhưng mà mấy cái ngày sau là tới 10-11 giờ. Tại vì sao? Mấy chị đi làm về khỏe gọi điện cho em feedback. Trời ơi gọi điện kể em ơi cả ngày mấy chị khỏe quá, chị vậy thích quá hả? Dạ. Đó, bởi vì thì khi mà mỗi lần mà Thúy Nga live stream á, có nhiều người cứ nói là ủa Thúy Nga sao có duyên ăn nói đồ, thấy nói chuyện vui lắm mà sao không làm cái trang bán hàng đi. Nói thiệt quý vị á, em nghệ sĩ lắm, em không có mê làm giàu mọi người. Bán là bán chơi thôi, lâu lâu mình rảnh á, mình không có xô có chậu thì mình bán, giật đôi lúc nó cũng thành thói quen, nhưng mà không có cái kiểu mà giống như là tham cái kiểu mà ngày nào cũng phải làm thì thực sự không có sức đâu mọi người. Nghe không có sức. Nghe bán cái gì cũng chơi chơi có chút xíu à,
vừa sáng up lên là chiều hết. Mọi người uống gì lẹ vậy, không có gì chơi như vậy. Em bán chơi, chị bán thưởng thức, không muốn làm nhưng, nhiều. Nhưng mà cái xăm này đã lắm chị. Tại vì cái vui vậy nè, là thật ra chị nghe cũng biết đó, em cũng có nhiều công việc ở Việt Nam, chồng thì cũng cưng. Nhưng tại sao em bán cái xăm này cho công ty này 2 năm nay rồi. Thật sự là cái vui của em là khi mọi người xài, em bán tốt một cái sản phẩm đi mà mọi người quay lại xài hoài và mọi người còn giới thiệu, và tối mình ngủ rất là ngon, tại vì mình không bị complain mà mình chỉ toàn được khen, mà mỗi lần người ta gọi người ta cảm ơn mình đó, mình vui lắm chị ơi. Đúng rồi. Mặc dù mà nói chuyện mà khách chị nghe quá dễ thương luôn, là có nghĩa là người ta xài, người ta trả tiền cho mình mà người ta quay lại ta cảm ơn. Mới vài ngày là thấy liền thích không thích cái gì quan đó. Trọng là cái chất lượng hiệu quả mình có. Dạ. Thì là người ta sẽ ủng hộ mình liền. Nói chung giống như chị bán sầu riêng, người ta quay là chỗ ngon quá. Đâu ngon có em, đôi lúc cũng có nhiều cái thùng nó có trái dở cũng bị chửi em. Thật rồi đó mọi người biết không, làm về sản phẩm sâm này nó an toàn. Tại vì thứ nhất là sâm nó sầu riêng nó thực sự ra ngon thì rất là ngon, mà trong 100 thùng thì sẽ cũng có vài thùng có vài trái nha quý vị, nó đúng bị sườn, bị lạc, bị sống. Thì những cái đó là cũng bị than phiền chứ không bị không. Nhưng mà được cái ví dụ như người mà khách mà họ gần á, là nghe có cái gọi là giống như là ô thôi, nếu mà có sầu riêng thì nghe nói ôi chị ơi chị qua đi em tặng cho chị trái khác. Tại chị rất là tại miếng ăn mà. Đúng rồi. Mình giúp mình bán thì nói chung ai cũng cầu mong có tiền, nhưng mà tự nhiên cái mình không có cần cái lời thu lợi nhuận cao, nhưng mà mình nghĩ là thôi mình tặng cho họ quà. Cũng như là một cái tấm lòng của mình thì ai người ta cũng vui, nên là mình được ủng hộ lâu dài thôi. Dạ. Đó. Mọi người ơi, em thấy hỏi mọi số điện thoại gì nữa nha. Em đọc lại là một lần số điện thoại nữa nha mọi người. À mọi người, em sẽ giữ cái đọc số điện thoại xong hát đi bà. Cái bà ca sĩ mà báo chịu hát. Này bà hát đi để cho mọi người biết. Mọi người ơi, thì em sẽ giữ cái khuyến mãi này cho tới cuối tháng này nha. Đó là số điện thoại là 714-880-5770 nha. Và một cái số nữa second, tại vì hai số luôn mới đủ trả lời mọi người, là 714-880-5772. Dạ mọi người nha, 714-880-5770 và 714-880-5772. Và số ở Việt Nam là 083-888-3030. Dạ, và mọi người có thể đặt lên trên cái trang website nữa nha, là web đúng không, 7 số 7 7pausesa.com. Mọi người hay nói là cứ search lên chữ 7 Pound là thấy cái hình ông da đen là Will Smith đó chị, là phim phim 7 Pound. Ôi vậy hả? là nhưng mà là 7 Pound phải USA nữa. Đó, 7pausesa.com là mọi người có thể đặt hàng trên trang website nha. Ủa rồi Việt Nam là người ta có gọi không? Dạ có, Việt Nam có gọi luôn nha chị. Live stream là fan ở trên Việt Nam đâu. Dạ có luôn, là trời 0 chị thấy nghe giờ đồ sổ quá. 0838883030. Em ơi, gửi đi nước ngoài được không kìa? Bây giờ nước nào kìa có dạ, được không? Không kìa. Rồi tụi em gửi Canada rồi nè, Úc rồi nè, gửi qua Pháp thì hơi mắc, không có chị kia Pháp với châu Âu thì hơi mắc xíu. Đúng rồi, Đức châu Âu mắc lắm luôn. Dạ. Nhiều khi Canada một cái thùng như vậy có 45-50 đồng, chứ là qua Pháp nó tới cả 100 đồng lận. Nên từ từ mấy anh chị tàn mua lần 30-50 hộp để dành xài á, để cho bù lại cái tiền ship. Tại vì ví dụ như tăng lên tiền ship không có bao nhiêu. Dạ. Thì thôi nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Mà Nhã Khanh thì là một cô ca sĩ đã lấy chồng rồi, hạnh phúc rồi. Không biết bây giờ không biết còn giọng hát gì hay không, thì bây giờ mình giải trí chút đi, bà hát hò gì đi để cho nghe nó hưng phấn chút thôi. Xong mỗi lần em nói em hát cái là mặt ai chồng em kỳ quá vậy nha. Giống như mặt thái độ luôn á, có nghĩa là không muốn cho em hát hả? Tại vì mỗi lần mà chồng em ngồi đây, em mở lên hát karaoke, con chó nó đang nằm ở xa xa, nó nằm dưới đất cho nó mát, mà em vừa mở micro nghe cái tiếng mở micro lên nó lộn lẹ lộn, nó nhảy lên người ổng, nó nằm nó rung vậy nè. Cũng gì là bà hát dở lắm hả? Trời ơi trời, tôi hy vọng nay bà hát đừng để khán giả đang coi live stream ta đi ra hết. Hồi xưa em nói chị là trong nhóm em hát bè nhiều mà em đâu có hát chính đâu. Chết cha, hát bè gì hôm nay sao bà làm cái bè ở trên này. Thôi bây giờ chị hỏi mọi người cho em hát thì em hát nửa bài nè. Cả nhà ơi, cả nhà có ủng hộ cho Nhã Khanh hát không? Thả like, thả tin rồi rần rần lên cho nghe thử cái giọng bả coi em sao. Em hát ở đây là một cô hát karaoke và hát bán xăm thôi nha, em không phải ca sĩ nha. Thì mọi người biết đâu nên người ta hát. Trời, thấy không ai thả. Ở chết cha, có thả quá trời kìa, thôi người ta thả tin đó. Thả tin mà thôi tôi đi. Ủa thì không phải.
phải tôi đi. Thôi mà giờ hát bài không gì phải ta? Tôi đi gì là tôi bỏ bả, mà là tôi đi vô trọng tôi lấy kem sầu riêng sáng nay bà Út bả làm ngon quá em. Trời ơi, kêu người lấy ta ra. Kêu người ta hát mà đem kem sầu riêng ra người ta chém nước miếng làm sao người ta hát? Bà hát xong lát nữa tan mới ăn được bà nội. Nhưng mà nhìn là đã chém nước miếng rồi thèm. Không. Em nói thiệt á, hôm trước cái live stream của chị mà chị cầm muối sầu riêng nè. Ừ. Mà em đang bật em hát karaoke em nhìn cái muối sầu riêng mà cứ nước miếng nó cứ như vậy nè. Ờ sẵn đây. Cả nhà ơi, ngày mai cái một ít sầu riêng về thôi, nhớ gọi cho Thúy Nghe 2792798989 mà học mà cái này ngày mai tài khách đặt không à. Mà bây giờ hát bao nhiêu nhờ? Thường á là em hay thích hát một cái bài này. Nhưng mà bài này á là mỗi lời em hát á là nghe cái tựa đề là chồng em chửi à. Tại vì em cứ hát là cái bài nó tên là Ai chung tình được mãi. Mỗi lần hát cái quay qua nhìn ổng em khiêu khích ổng em nói chồng thấy không bài hát người ta cũng nói đâu ai chung tình được mãi, thế là ổng liếc và ổng chửi banh xác luôn. Nhưng mà thôi. Cái gì? Tự nhiên cái gì vậy? Đâu ai bà chung tình được mãi. Bà hát giống như bà nhắc khéo chồng bà là ai là người không chung tình vậy? Giờ hát đi. Hên xui đi. Hay á thì cho ăn, không hay tôi đuổi về nha. Nó chảy nước miếng rồi mà sao mà. Không nhưng vậy, mà nhưng mà thôi nè. Cái trời hộp kem sầu riêng mọi người. Tao nói ở nhiều chị á, tới đây mua sầu riêng em là một, nhưng mà cái chuyện quan trọng là đi xin cái hũ này. Mấy bà nói trời ơi, em ơi cái gì mà kem sầu riêng nhưng mà ngon dữ vậy, mà thiệt tình là rất là ngon mọi người. Tại bà Út nhà em bà làm kem sầu riêng mà không phải giống như đẹp bằng tấm lòng á, chứ không phải để buôn bán, nên là cái kem sầu riêng nó đậm đặc mà nó ngon. Mấy cái bài em biết á thì đa số là nhạc chứ không mà nhạc tin tin không. Bây giờ em kiếm cái bài nào mà để mấy anh chị khán giả cũng dễ biết nhiều hơn nha. Không, ai chung tình được mãi đi. Hát bài đó đi. Trời ơi, bây giờ trên cộng đồng mạng xã hội giờ người ta đang cái vụ mà Anna phiên bản Việt đó, con nhỏ nó đi nó gạt biết bao nhiêu người đàn ông đó. Thì mình hát bài đó mình tặng con nhỏ đó. Bữa giờ chị bị thao túng tâm lý như nhỏ đó luôn nha. Đâu ai chung tình được mãi phải không? Em tưởng tượng đi. Chị coi nó, coi. Hả? Chị không bao giờ chị vô trang Facebook ai, chị coi mà chị coi nhỏ đó đó. Em hát bài này chồng em chửi em nữa đó. Tối ngày nó đó, cứ tối ngày hâm dạ không chung tình. Tại vì nhỏ nó gạt sao á, hơn phim luôn, coi hai hơn phim luôn mà. Được không mọi người, hát bài để hỏi ý mọi người cái bài đó có trẻ quá không lạ, hay là mọi người muốn cái bài nó quen quen xíu à? Ngon quá, thiệt ngon quá em. Chết chà. Thôi em hát đi, khoan ăn đi. Trời ơi, nghe cái mùi nó thì em chảy nước miếng đó. Nó ngon thiệt, cái kem, bài này bà bán, bà làm kem quá ngon. Ủa sao đó chồng vô đó ông không cho hát nhưng mà tay cũng thọt thọt cho sửa cho vợ. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không, chơi với qua ngày đông sao thấy cô đơn và lạc lòng, đêm mới đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cánh sóng trong mùa đầu. Đôi chân mang lặng im, thương một người không hề toan tính. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc. Trời ơi, lượt like tăng luôn rồi đó.
bị hát là người ta đi ra không đó. Hát bè mà vậy là tốt không quý vị? Thả like thả tim đi quý vị. Cái chồng đó là chê dữ lắm luôn đó. Em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn lắm mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ. Để em coi em có niềm tin lãng nhỏ nên hát tốt quý vị. Không, hát tốt chứ bộ. Mặc dù là hôm nay cũng có đầu tư nha quý vị. Em nói là thôi em qua hát karaoke đi. Mang cái iPad rồi. Ủa cái gì vậy? À, rồi cũng mang chồng cũng mang micro. Mặc dù giờ dàn âm thanh nó hơi chưa có ổn lắm. Mới đừng nói micro hết pin nha. Nhưng cái từ lúc nhỏ nó hát này em muốn cái đầu tư một cái dàn karaoke của quý vị. Thèm lắm luôn. Nhưng mà mình hát chuyên nghiệp quá đó, em lên YouTube nó đánh bản quyền. Ủa chết cha. Vậy hả? Mà cái nghe lên YouTube cái ngay bẻ réo. Tại vì nếu mà đóng tiền thì rất là cao. Bởi vì những người mà làm ca sĩ hay những trung tâm họ làm ca nhạc đó quý vị, rất là thương. Họ đóng tiền tác quyền bản quyền rất là nhiều luôn. Thôi là... bởi vì mình hát chơi chơi mọi người nó đánh, đánh sập luôn á. Bây giờ mạnh lắm, okay. YouTube bây giờ nhạy cảm lắm. Cái gì cũng đánh được hết trơn á. À, thì mọi người ơi, mà phải hát đúng lắm, bởi vì em hát mấy câu em đưa qua chị Na nghe cái nó lệch lệch xíu là nó hết bị bản quyền. Không, vẫn đánh em, chị hát dở vẫn bị đánh hoài à. À, hôm nay thì em có mời ban nhạc em trai của em ở trong nhà. Nhưng mà thực sự ra Nhã Khanh áp lực quá, mọi người lâu ngày không có hát nên cô ta cũng rất là run. Chị ơi cho em hát karaoke đi, đừng cho em hát ban nhạc, tại em sợ em theo theo nhạc được. Làm nhỏ nãy giờ nó ngồi mặt nó xệ xuống luôn mà chưa được đó. Con ơi mấy bài này con đánh bây được giờ không? Bài nào thích bài nào chơi luôn nè. Đánh cũng được. Không sao. Okay. Chứ cha con đánh cũng được, có nghĩa là lần sau cô sẽ đi cái gu nhạc hot thị trường đó. Cô không có ái là con mà không đánh được là thôi được, con với cô giải tán. Vậy à, hả? Con biết hả? Cô tưởng hả? Con không có tràn ngập vô với thị trường. Vậy bài nào biết nữa nè. Chơi đại luôn đi kệ, mọi dở dở mọi người. Đó mọi người ơi, cho em coi con mình có ai chửi không. Không, để coi con mình có ai chửi không. Xưa xưa xíu đi. Xưa xưa xíu ha. À, thằng nhỏ này nó lạc hậu giống tôi vậy đó. Nó thích nhạc xưa bởi vì nó mới ở được với tôi. Không mà xưa mà thời của Tô Chấn Phong thôi được không? Ví dụ cỡ cỡ đó thôi.
ví dụ như bài phai dấu cuộc tình hay là nhị bản nhạt nhòa hay gì đó được không? Ừ, để coi coi có ai chửi em không để mình ngưng hát. Bạn Thúy Nga đẹp mà hát rất hay đó ha, và khen em đó. Hồi đó giờ mình chỉ thấy đóng hài chứ đâu thấy bạn hát hay. Bạn Thúy Nga là nói chị cha là khen Thúy biết bà này đưa qua hát xuất sắc là Nguyễn Thị Kim Yến, Thanh Nguyễn, ok hay quá hai chị em ơi nè, Thúy Nga hát hay đó. Hát hai bộ hay quá. Ủa sao khen tôi không vậy? Đúng không, bài này đưa qua chị hát nhiều hay. Lúc giống như là Facebook người nào á là người đó đẹp mà fanpage người nào người không đó. Nhưng mà bài này chị hát hay được đó không? Đó đưa chị qua. Biết nhưng mà chị không đúng tâm trạng á, chị hát chị sợ khóc đó, em chị sợ chị chạm tới sự cô đơn của chị, chị không chị vỡ òa trên này nên là tốt hết là chị khỏi hát. Dạ em không, mọi người em kiếm bài nào đi hát được đó cưng, thôi em hát đi chị ăn kem. Ủa, hát mọi người ơi, ngày mai có sầu riêng về đó, mọi người mà thích đến đây lấy sầu riêng. Em tặng kem mới vừa làm nên trời nó ngon xỉu luôn quý vị. Tối nay em quyết định em không ăn phai tối dấu tình, yeah, em ăn kem. Để thử cái pha dấu cuộc tình nó thì nó là ngon quá. Lời á, la thứ em tông la thứ tông nữ la thứ. Nhưng mà nếu mà mở chị mở lời ha, à, mở lời. Có hai cũng mà hai chị em mình mỗi đứa ngủ lỡ luôn rồi đó. Dạ, để cao quá em. Không là phải la thứ à. Bài gì? Phai dấu cuộc tình á. Bài này sao ta? Chị không biết. Một người ra đi vội vã. Hát tốt cái bộ, có đừng bán xanh á. Về lại làm ca sĩ đi bà. Một người ra đi vội vã. Bài đó được mọi người, bài đó quen á. Bài đó mọi người có biết không? À, mọi người ơi thả sao thả tim cho Nhã Khanh hát đi quý vị, để em biết có niềm tin là con nhỏ này nó hát hay. Một người ra đi vội vã mang theo những hơi thấp vậy không? Được em mọi người, một người về trong sổ vội vã mang thứ nhớ là thứ em ha. Bài này cũng Bích Phương hả? Dạ em, bài này cũng Bích Phương hả? Ơi trời ơi, tuần này tôi muốn bán sầu riêng nhưng mà tôi phải nói là tôi muốn bán cái kem sầu riêng này, nhưng mà thì các trời nó ngon quá quý vị. Chị nói to hơn nhạc em không nghe, em không biết vô lát được bắt phương rồi nha. Nghe từ đầu cũng được. Rồi. Một người sầu được không ạ? Hay rồi, hát nhạc xấu luôn quý vị. Lâu lắm mà bao nhiêu năm em chưa hát vậy? Dạ 10 năm. 10 năm chưa hát nữa hả? Mười mấy năm đó. Nhưng mà được. Nhưng mà mỗi ngày gần đây hát karaoke. Mỗi ngày nó vẫn tra tấn chồng hả? Coi như anh ngày nào cũng phải nghe hả, chịu đựng hả? Đi làm về mệt lắm mà vẫn phải nghe phải không? Em thấy được mà. Hát tốt lắm luôn á. Có điều nó không có trui rèn thôi. Thôi giờ nghỉ bán xăm đi, giờ đi hát lại đi rồi tôi bán giùm cho bà. Để rồi chia ly từ đây. Yêu điên hóa kiếp đau thương người ơi. Rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây xám theo nhau về, sầu thương răng kín lấp lối di vang tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa. Sống được phải không? Ổn không? Ủa, thôi vẫn nhạc sống nó sung lắm chứ bộ. Dạ.
Nói chung là trong cái giới showbiz này có hai ca sĩ mà em Thanh mới ổn là nhỏ lâu ngày nó hát ổn. Mà cái người mà chị rất là thích con nhỏ này hát trong showbiz luôn. Chị phải kêu con nhỏ là nhỏ Diệu Nhi á. Trời ơi, nó hát mặt nó đầy tự tin luôn mà nó hát rất là có duyên, hát đâm ba mà rất là có duyên. Ồ đúng rồi, em cũng thích Diệu Nhi hát quá trời luôn. Đó, sắp đám cưới đó. Trời sắp lấy chồng đó, trời ai cũng lấy hết trơn rồi, nôn quá luôn á, trời ơi mà lấy chồng đẹp trai nữa chứ. Không, tại vì chị thích một mình, nhưng mà tại vì đôi khi chị lại thấy cô đơn thôi, nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Đâu có nhiều lúc chị có bồ em đâu có hay đâu. Đó, phải chưa? Em nói em nghe đồ mấy bữa nay em nghi rồi mà. Mấy người hỏi em rồi đó, nói là chị Na chưa bung, chuẩn bị bùng nổ á, tại đợi cái dạo này Anna đang hot quá, đợi Anna nó lẳng lắng xuống rồi tới lượt chị An Nga bùng nổ nha. Trời ơi trời, Anna nó đi lừa tình bà nội. Tôi là không, bị tình lừa không à. Anna lừa tiền An Nga nó lấy tình để nó lừa tiền. Còn tôi á là bị tình lừa. Rồi, nói ý mọi người sao nữa nè. Bán xong bây giờ không? Sao? Em hát hai bài vậy, em hát xong tiếp được không? Thôi mọi người ơi, nhỏ nó hát quá mà nó hát khô cả họng luôn. Thì mọi người nhớ ủng hộ Sâm cho em, nó là Sâm Núi. Thực sự đây là một cái sản phẩm rất là tốt. Không phải ăn chơi quý vị, ăn mà có sức khỏe. Và cái thứ hai nữa là gì? Chỗ mai mốt mà tôi livestream tôi bán hàng chắc tôi phải đầu tư cái micro cái này đó, để nói không bị tắt tiếng. Lê Giang thấy không, bán hàng mỗi ngày tiếng luôn. Không, ăn này vô đỏ tắt tiếng đó chị. Không, thực sự ra đó, khi mà nghe ăn cái sản phẩm Sâm Núi này của bé Nhã Khanh thì Nga rất là thích nha mọi người. Thích đến mức độ mà Nga cũng phải khen luôn. Nga nói chỗ em bữa giờ thề luôn là ngày xưa em đưa chị không bao giờ chị thưởng thức. Tại vì chị cũng biết chị ăn để làm cái gì. Chị cũng không có nhu cầu. Chị giống rất như là mình thấy mình sức khỏe khỏe rồi đó. Nhưng mà thật sự từ lúc đó, mà Nga dùng cái sản phẩm này là Nga thấy là người Nga rất là khỏe. Ngày xưa nha, ví dụ mà đang lái xe mà mắc tiểu có là phải đi xuống tiểu liền luôn mọi người. Là phải dừng, phải tìm chỗ đi tiểu liền luôn. Nhưng mà từ ngày Nga ăn cái này xong á, mình cảm giác cái người mình nó khỏe và cái nước khi mà mình uống vô nghe cảm thấy nó hấp thụ vô người. Dạ. Chứ nó không có đào thải liền. Còn ngày xưa em uống xong là em đào thải liền quý vị. Uống xong, vừa uống xong em quay lại là em đi liền luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà Nga uống nước mà Nga cảm giác là nó hấp thụ vô người Nga luôn và nó giữ cái lượng nước trong người. Chính vì nó giữ lượng nước trong người nên người chị nó mới khỏe em. Đúng rồi. Mình mất nước mình mất nước mình rồi. Đuối, mình yếu. À thì ra là vậy. Lại nên thêm là... một cái feedback mới của chị Thiên Nga. Đó là mình cảm thấy mình khỏe lên và mình rất là sung sức luôn. Và dạ, thấy thật sự luôn, giống như mấy anh chị nói chuyện với em, mấy anh chị trời tự nhiên cầm micro bị liệu luôn chị. Sao mới hết xong giờ em nói chuyện em cầm micro bị liệu luôn. Sao okay. Mọi người sao? Ok, thật sự vậy nè, là mọi người gọi điện cho em mà ủng hộ mua hàng thì cũng nói là thấy là em chia sẻ nó thật á. Thì thật ra em cũng nói thiệt mọi người, em chia sẻ không hay, em không phải chuyên nghiệp gì hết. Em chỉ đứng ở một cái vai trò là em sử dụng, em cảm thấy sao em nói và dạy. Và một cái may mắn của em là 2 năm nay rồi thì em có hàng giống như là cả ngàn khách hàng rồi. Thì mỗi khách hàng cho rất là dễ thương, là cho những cái feedback khác nhau. Thành ra em tổng hợp hết nên mỗi lần anh chị bị cái gì thì em sẽ biết là cái chị khách đó có cho cái feedback đó. Thì em sẽ kể lại từng quá trình thôi. Và y như rằng bà em cũng luôn luôn, các anh chị mà mua hàng của em đều nói là chị ơi, chị xài tốt, có gì chị cho em xin lại feedback nha. Tại vì chị bây giờ cũng được mấy anh chị khác feedback tự tin xài thì em cũng cần. Và nếu mà trong những cái triệu chứng mà chị còn có được cái gì mới hơn thì cho em biết luôn để em cũng kể cho những anh chị khác nghe. Đó, thành ra là mỗi người cơ thể khác nhau, phản ứng khác nhau. Thì đó, mỗi người tôi là hấp thụ liền luôn đó mọi người. Ăn cái hai gì mà hấp thụ liền thôi bây giờ. Dạ, một lần nữa 714-880-5770 và số bạn điện thoại tục là nha, quý vị. 714-880-5772. Đó, và số Việt Nam là 083-888-3030 nha. Và mọi người có thể order trên website là 7 á, 7 pounds có s hoặc không có s đều được nha, 7poundsusa.com. dạ, 7poundsusa.com nha mọi người. Mọi người ủng hộ đi, giỡn dạ. Em hát, em sẽ giữ sức xem cho đến cuối tháng. Giỡn thêm tôi hát, giờ tôi hát bài gì đây? Chị hát bài gì nè, yêu cầu đi, tôi coi tôi hát bài gì được. Mọi người yêu cầu bài gì, chị hỏi coi bài gì chị hát được chung với em gì vui á. Biết em sắm được micro xong cao quá. Sắm lên đi. Thực ra chị ngại hát lắm, tại vì đôi lúc không biết mình hát hay dở nên làm biến. Ngại làm biến hát, nhưng bây mà giờ... tương lai thì Nga cũng sẽ, nếu live stream Nga sẽ đầu tư dàn karaoke. Thực sự giờ này em đang ngày kẹt gió tiền và cánh nhiều, em biết không? Ngày gió và cánh nhiều quá. Ủa là sao? Bài đó tôi không biết nha. Bài đó có trio sống hồi xưa. Bài đó không? Trước khi hát ăn miếng đi. Không được, ăn là chảy nước miếng luôn á.
không cây vậy? Dạ, em ăn làm giống như là em vừa cứ thèm thèm á, nó có cái vị là cứ chảy nước mắt là nước miếng hả? Chết dạ. Cha căng vậy, bệnh không. Kỳ vậy, chưa có đẻ đá mà sao kỳ vậy? Vậy thôi, hát bài cuối cùng đi, rồi ăn sầu riêng nữa là mình đâu, bây giờ là hát cái, nếu mà em mở bài đó, nếu mà chị hát được thì chị hát theo. Còn chị không hát được thì chị ngồi chị nhìn em hát luôn. Ngày gió và cánh diều của... Lạ lắm mà nha. Tại vì em hát bài này để em ôn lại kỷ niệm, em nhớ nhóm Trio 666 hồi xưa á chị. Ngày gió và cánh diều là cánh diều đi luôn hết luôn đó, nguyên đám luôn á. Ai sáng tác bài này cũng ác ghê. Gió là nó đã thổi rồi mà cánh diều nó còn đi luôn bà con. Tại vì cái kỷ niệm á là hồi xưa lần đầu tiên qua Mỹ hát á cho anh Thành Kim Lợi ở San Jose thì là Trio diễn cái bài này. Đó, múa ba người bạn mà múa vui lắm thì tự nhiên nhớ chị, giống như bị nhớ đó. Thì mọi người thích bài này không ta? Đây này, mở lên đi. Cho nó vui chút, nãy giờ mình hát bài buồn quá. Cái quảng cáo qua. Rồi. Mở lên to lên. Ủa cái gì vô vậy? Vô là đuổi vô hả? Vô. Rồi em được nghỉ rồi nha, em ăn sầu riêng em hết hát được nữa rồi. Vậy em nghỉ ăn sầu riêng nha cả nhà. Thôi bây giờ tôi hát cái bài gì để cho nó lãng mạn đi. Tới chị đi. Cho tôi hát cái bài mở lời cho chị nha. Hát để kết thúc ao chương trình quý vị. Đó, để cho mọi người mở bài cho chị đi nè. Hay là hôm nay tôi sẽ hát một bài lãng mạn. Đó là bài hát Đừng Xa Em. Bài này. Em mở like cho chị nha. Đừng Xa Em đêm nay đó em. Kệ nó, mở luôn karaoke luôn đi. Để em nó nên tôi cũng lo lo. Con không biết bài đâu không con. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh ở gần em. Lâu lâu hát bài này cho ta biết mình là con gái nha quý vị. Thái Thịnh ha, em nhớ bài này của Thái Thịnh hay. Em có lộn không vậy? Đừng xa em đêm nay như của nhạc sĩ Đức Huy mà. Phải không? Đúng rồi, ơi. Lộn. Tôi là không có rành âm nhạc lắm mà nhiều lúc tôi... chị biết sao em bị nghỉ hát sớm không? Sao vậy? Là tại vì em hay lộn không? Em bán hàng thì em không nhớ giá, còn em đi hát thì không nhớ lời. Y chang tôi vậy đó. Tôi không làm được ca sĩ là tại vì tôi bây giờ thuộc lời bài hát nào hết trơn. Em khổ lắm lắm. Cái gì con? Em bán hàng mà khách em thuộc giá hơn em luôn á. Tôi là còn bán lộn giá luôn mà. Trời ơi, chị là bán lộn giá nữa. Rồi trời ơi, em kể quý vị nghe. Em có những cái check á, người ta gửi về cho nghe để mà chị ship hàng cho họ, những lúc chị ship hàng luôn mà chị không có cách check em. Cái thời gian sau chị sực nhớ lấy check ra, người ta cancel check vậy. Trời lỗ luôn. Trời bị hoài à. Nè, hỏi sao mà hai chị em bán hoài hàng hoài không có vào. Vui lắm, lâu lâu bị nhà băng gửi về mấy cái thơ vậy đó. Mà mình còn bị phạt nữa chứ, tại vì check lũng. Nó người ta mua hàng xong á rồi người ta quên cái sao đúng không? Tăng ta xài xong rồi cuối cùng cái chết nó bị lộn. Vô kìa, đó vậy là chị hát nhạc ha. Đừng xa em đêm nay, lại đây đi em sẽ tặng xăm cho anh. Ăn xong anh sẽ có sức khỏe nha anh. Sức khỏe xăm để sát vô xíu á. Cái micro này sao nó đúng bị... rồi, phải để sát vô lắm á. Alo, đó, ngay giữa nó mới vô. Đừng
xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Hey. Vòng tay em cô đơn, vòng tay đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu đương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để ôm em trong tay, cho anh biết em cần anh. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Em hát mà không ai thả like, thả tim hết trơn rồi. Ôi tôi xanh mặt hết trơn. Hát mà tôi lộn lời phần cuối là tôi nhìn chết mẹ. Sao mai thả like trơn vậy? Tôi nhập tâm quá trời mà. Nhập tâm quá bây giờ mọi người mới thả nè. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, hãy lại gần em, để em tặng anh sâm núi nha anh. Anh nào có thích có sức khỏe hãy lại đây gặp Thúy Nga cũng ố cái lộn gặp nhỏ này cái lộn tự nhiên cái tư liệu tôi tưởng tôi bán không à. Lâu lâu tôi lãng mạn hay là lãng xe tới không được hết đó. Em về Việt Nam rồi là với rồi mọi người dí chị đó chị ơi. Chào mọi người ơi, nói chung là Nhã Khanh sắp về Việt Nam có việc đột xuất thì nên đã Nhã Khanh này lên livestream vào ngày thường và vẫn còn cái những cái hạng mục là sale nha mọi người. Mua 3 hộp mà được sale tới bao nhiêu ta? Dạ. Một hộp 50 đồng. À, là một hộp 50 đồng, 3 hộp. Có 120 thôi. Sale 30 đồng luôn mọi người, nên mọi người tranh thủ đi. Còn những 9 hộp thì được mà tặng một hộp còn 360 đồng thôi. À, đã vậy dạ, có 36 đồng một hộp thôi. Đó mọi người, dạ, nếu mà mọi người mà cảm thấy mà sức khỏe mình không tốt, mà nhất là những người mà cholesterol cao mà hoặc là tiểu đường nên ủng hộ cái gì vậy? Thì mọi người hãy ủng hộ cho em cái sản phẩm sâm này, sâm núi rất là tốt mọi người. Em đã sử dụng rồi nên em biết rất là tốt. Dạ. Nói chung là cũng không biết nói gì hơn thôi, em ăn miếng sầu riêng đi cho nó khỏe. Còn chị thì nhiệm vụ của chị là được ăn rồi cũng đó. Cũng rất là cảm ơn Nhã Khanh. Mấy bữa nay nhờ cái livestream của em mà chị mới bắt đầu siêng năng, chị thưởng thức thử cái sâm này thì chị thấy là rất thích nha mọi người, em thích lắm. Hôm nay em năng lực lắm, tràn trề nhựa sống luôn. Giống như gái 18 gì đó quý vị. Mọi người ơi nhớ tiếp tục subscribe cái kênh YouTube của em nha, Nhã Khanh cô ba Du Hí. Đó, em cũng có fanpage Nhã Khanh cô ba Du Hí. Đầy đủ luôn đó. Dạ, em có luôn TikTok Nhã Khanh cô ba Du Hí. Sao cái gì bà cũng làm hết trơn vậy trời. Mọi người ơi subscribe follow em nha. Để em xin chị Thúy Nga nốt giùm em mấy cái link á để mọi người click vô, mọi người follow. Với Facebook là gì? Nhã là Nhã Khánh Dương phải không? Dạ, Facebook của cá nhân thì là Nhã Khanh Dương. Nhã Khanh Dương. Nhưng mà mọi người follow bay giùm em đi. Đó. Thôi mọi người ơi, nói chung là hôm nay á thì là một cái ngày bình thường thôi, không phải là ngày cuối tuần. Ngon của Út làm đó em, làm bằng cả tâm huyết á. Bởi vì có nhiều người á họ muốn lấy kem sầu riêng á, chị phải qua mua sầu riêng để lấy kem. Em thì khuyến mại hạ xuống, còn chị không phải đợt nào cũng làm mọi người. Thực ra là mấy anh chị mua đợt thứ hai quay lại luôn một hộp, em có tặng quà. Với lại mấy anh chị mà nói chuyện dễ thương quá cho feedback nữa em cũng có tặng quà. Nên bây giờ gọi điện tới cứ hay gọi hỏi em được gặp Nhã Khanh để lấy quà nữa. Giống như là mua nhiều em cũng tặng thêm cái này để đi nhở. Đúng dạ, rồi, nó tặng đi cho nó, dạ, nó coi như là có cái một gọi là tạo một cái lượng khán giả như một cái lượng khách hàng mà mình rất là dễ chịu. Vậy nói chị coi kênh của chị Thúy Nga, chị khách chị Thúy Nga tặng quà đi em. Ý có thấy em nói có tặng quà rồi xong. Mọi người ơi, hôm nay là Nhã Khanh đến đây là hết cái dịp sale, nhưng mà qua cái buổi trò chuyện với Thúy Nga thì Nga nói là em nên sale tiếp đi để cho mọi người biết cái sản phẩm em nhiều hơn. Và thứ hai là có nhiều người họ xài cái sản phẩm này rồi họ thấy tốt á, thì họ cứ nghĩ là hết cái hàng sale rồi nên họ không có mua, họ đợi tới tháng 11 mọi người. Nhưng mà xin thưa rằng là hôm nay là nhờ em dụ dỗ nhỏ này thì nó, tại vì trang của em mà em nói em phải làm gì đặc biệt để cho khán giả đúng của rồi, chị họ ủng hộ em và cũng cảm thấy thích thú thì là nhỏ nó sẵn sàng nó sale rồi quý vị ơi, sale rồi đó. Mọi người yên tâm nha, em giữ cái sale tới cuối tháng. Tới cuối tháng là phải không? Dạ, tới cuối tháng. Nên mọi người là nếu mà ai mà 10 ngày còn mà chưa có thưởng thức ăn thử cái viên sâm sâm núi này thì nên dùng đi. Nga thấy rất là good luôn á. Dạ. Tối nay là hả em dành cả một
tuổi thanh xuân để ngồi bên bạn này, tại vì nghe nó còn 2-3 ngày bạn về Việt Nam. Ủa cái gì mà dí vô mặt thằng màn hình quá vậy? Tôi tưởng như hôm nay thì dạ, câu chuyện cũng khá dài rồi mọi người. Em chốt lại lần nữa cho mọi người dễ nhớ. Đúng nha. Đúng rồi, chốt lại chị, đi. Chị à, rồi. Nghe có dí ở dưới nữa. Dạ mọi người ơi, đặt hàng xăm núi và xăm berry qua số điện thoại ở Mỹ có 2 số 714-880-5770 và số 714-880-5772. Và một số ở Việt Nam mọi người có thể đặt vào công ty ship hàng về Việt Nam và giao cho mọi người ở Việt Nam là 083-888-3030. Giỏi nhớ số dạ. Gì ta? Và mọi người có thể order trên website của công ty luôn. Tại vì rất nhiều các anh chị là xài thẻ đó thì là mua trên website là 7 số 7 số 7 house usa.com. Dạ 7 house usa.com số 7 nha, số 7 house usa.com nha mọi người. Dạ có note ở dưới đây. Và cái giá là không sale là 50 đồng một hộp gồm 10 viên, mình uống trong 10 ngày. Nhưng ở trên livestream và YouTube của chị Thúy Nga thì là giá chị sale là 120 đồng 3 hộp. Đó, 120 đồng 3 hộp coi như là được giảm, đúng như chị nói, giảm tới 30 đồng lần á. Tôi ăn mới có mấy viên rồi mà tôi thấy tôi khác rồi đó. Dạ. Yeah. Còn mình mua 3 combo có nghĩa là 9 hộp thì được tặng thêm một hộp nữa, có nghĩa là 10 hộp chỉ với giá 360 đồng thôi mọi người ơi. Và hôm rồi mà mấy anh chị thì có mua mà trên 1.000 đô là được giảm thêm bao nhiêu phần trăm đó, đó chị. Wow, đó thì hai cái chị kia mua đó thì em mới xin công ty thêm cái promotion nên mọi người cứ gọi cho em nha. Thì em sẽ tùy cơ ứng biến tặng quà thêm, tặng hàng sample thêm cho mọi người xài và giảm sản phẩm xăm này nè quý vị, khi mà người ta sử dụng người ta thích đó, là nhiều lúc mình không cần quảng cáo nữa. Tới cái ngày giờ hết cái sản phẩm là họ tự động họ order thôi. Rất thực là sự thích. là Nhã Thanh cũng được một cái lượng khách hàng như vậy. Họ tới ngày tới giờ hết cái xăm, giống như là họ thành giống như có thói quen vậy đó. Yeah. Là ngày nào cũng phải ăn. Giống như là nhiều người có thói quen sáng ngủ dậy phải uống thuốc bổ đúng không? Nga là bây giờ ngoài những cái thuốc bổ ra là Nga ăn thêm xăm đó quý vị. Ăn thêm cho cái người mình nó có năng lực với nó khỏe mạnh. Yeah. Với lại là mình giữ được cái tinh thần của mình nó tốt lên nữa. Yeah. Chung là hôm nay là một cái buổi live stream cũng để cho mọi người biết là Nhã Khanh có một cái việc đột xuất phải về Việt Nam, và Nhã Khanh trước khi về thì cũng liên lưu cái Thúy Nga channel lắm nên là muốn lên đây để live stream. Chỗ em thích quá, từ ngày em lên đó chỗ các cô chú anh chị khán giả họ điện thoại em mí hỏi thăm em rất là nhiều nên là tự nhiên em thấy thích lên đó trò chuyện quá. Ủa gì vậy? Dạ chào mừng. Đó không đưa cái gì vậy? Vì cái hàng của tụi em là hàng chính hãng á. Đó là tụi em là được là có nhập chính hãng vào nên là được xin giấy FDA đàng hoàng ạ. À. FDA register sản phẩm của tụi em đàng hoàng. Nên tại sao vì sao là cả công ty chỉ có cái hai cái loại xăm này bán đi bán lại là mấy năm nay? Tại vì nó một lần xin FDA cũng không phải dễ chị. Nên cái sản phẩm phải rất là chất lượng. Đó thì ở đây là anh muốn bổ sung lúc nào là anh cũng là có gọi là đầy đủ thông tin cho mọi người nên cả nhà dùng yên tâm. Tại vì như em cũng nói, nếu mình bỏ vào rất là dễ nhưng mà lấy ra rất là khó nên mình phải chọn em lọc. Là may mắn con chồng rất là giỏi đó, về công nghệ về tất cả mọi thứ. Nhỏ này nó ngồi nó bán không à, mà đôi lúc nó vui nó bán, đôi lúc nó không vui gì nam chơi quý vị. Chồng ở đây miệt mài làm gì tội nghiệp lắm, chồng rất siêng năng, giỏi, hiền lành nữa, chất phát nữa. Mặc dù nhìn là người ở Mỹ nhưng mà nhìn rất là hiền lành, dễ thương. Thôi hôm nay là cảm ơn Nhã Khanh, chúng ta có một buổi trò chuyện rất là vui. Và cô Ba Du Hí, mọi người nhớ subscribe cái kênh cô Ba Du Hí, TikTok cô Ba Du Hí, rồi cái gì fanpage cũng cô Ba Du Hí luôn hả? Dạ, Nhã Khanh cô Ba Du Hí. Trời ơi, tới tuổi rồi mà còn Du Hí cái gì nữa, lo hoành về đẻ con đi, lo đi. Nhã Khanh cô Ba Du Hí. Rồi xong rồi, cả nhà ơi, cả nhà nhớ ủng hộ cho Nhã Khanh nha. Ủa cái gì Nhã Khanh mà nhớ nhớ ủng hộ cho Nhã Khanh cho mọi người. Còn ai muốn sầu riêng thì gặp tôi 279 2798 9. Ngon mấy coi mọi người hết rồi nè, đó thấy không, ngon ngon nha mọi người ơi, thật sự ngon phải không, quá ngon đó. Tối nay chị đâu ăn tối đâu, chị ăn hủ kem sầu riêng chị đi ngủ đây. Trời ơi, kể cái vụ kem sầu riêng, trời nha, tôi kể mọi người nghe, tôi có những cái khách hàng mà rất là lạ lùng. Ở cách đây 1-2 ngày á, là có một cái người bước vô nhà chị mua sầu riêng em, mà cậu ta nhìn như người rừng luôn em, như người rừng luôn.
là tóc tai dài. Em biết cái bộ phim mà tặc răng không? Tặc răng ở trong rừng á. Cái người này xuất hiện y chang tặc răng luôn. Trời ơi, một cái điều thú vị nữa là sao biết không? Tặc răng mà có coi YouTube tôi biết tôi bán phòng riêng. Mà thú thiệt luôn là cái người này đó, là khi mà tôi vô trong đầu tôi phán đoán, giờ tôi nhận định người rất là nhanh. Tôi nói kiểu sao cái người này giống như tặc răng ở trong rừng ra. Mà thú thiệt luôn, người này là vừa ở Hawaii, quý vị, ở trong rừng ở Hawaii, và là người Philippines luôn em. Trời ơi, là gầy nho mà chị hỏi ủa sao gầy quá vậy, có chơi xì ke không chị hỏi cái bạn ở bên body. Thì cái bà đó bà nói là cái cậu này cậu ở trong rừng ở Hawaii á thứ nha, và là chỉ có ăn trái cây để sống thôi, không ăn thịt cá, không ăn gì luôn. Ơi. Mà biết em bán sầu riêng, bắt chị chở đây mua 3 thùng em. Mà em biết một đặc trưng gì không? Ảnh là tặc răng, không có đi dép. Mà trời nắng chang chang, nóng muốn chết mà đi chân đất em. Mà hai cái chân hả, như con hai, đây nè, hai cái chân giỏm như vậy nè. Mà lúc đầu chị tưởng là chơi hàng hóa, và hóa ra là ăn trái cây để sống thôi. Mà nhìn rất là khỏe mạnh nha. Mà nhìn rất là giống như cái người á, người ta giống ăn chay á. Mỗi người ăn chay theo một cách em biết không? Rồi ảnh mua rồi ảnh đem về Philippines hả? Không, đem về nhà ăn vậy thôi. Nhưng mà chị mới phát hiện ra là ông nội này ổng là tặc răng thiệt luôn. Ổng để tóc dài vậy thì nè. Thì ra là tin đồn người yêu bí mật của chị Thúy Nga là anh tặc răng. Không phải. Và cái mối lương duyên là bởi vì đến mua sầu riêng nên quen nhau từ... Không phải, tôi không có quen bà nội. Cái bà em sẽ đi đồn. Bà đó là bồ ổng luôn. Bà nói từ ngày chị quen này nè, em biết không, khổ lắm. Chị cũng đi lang thang cho nó hoài, giờ chị đen thui không nhớ luôn. Mà chị phải ăn trái cây, chị sống qua ngày y chang em luôn. Mà vui lắm, đi chân đất lại đây quý vị. Mà mua 3 thùng sầu riêng. Mà tôi phán đoán là người này là ở trong rừng, mà y chang luôn. Ở trong rừng thì quý vị ăn trái cây để sống thôi. Mà lúc vô mà dễ thương như họ chứ cho, mày có thể cho tao thử cái sầu riêng mày được không? Ủa chị được thử luôn hả? Thì không phải, em hiểu không, nhiều lúc chị live stream xong nó vẫn còn dư, chị để ở tủ lạnh nè. Thì là chị lấy ra. Wow. Thì mang xong biết Hiêm nói gì không? Tao ăn mà tao thấy cái bụng tao vui quá, tao thích quá. Dễ thương. Thôi nói gì nói mọi người ơi. Em kể chuyện lan man quá, nói gì nói mọi người nhớ nha. Nhớ thưởng thức cái sản phẩm mà Sâm Núi này của Nhã Khanh. Rất là tốt mọi người. Không chứng nghiệm từ đâu, từ tôi xài tôi biết. Tôi xài 2 ngày là tôi thích liền luôn. Thực ra đối với Nga để làm một cái sản phẩm gì mà nó tốt sức khỏe, Nga rất là hay bị lăng tăng á, là cái này có tốt hay không. Nhiều lúc thức ăn á, sầu riêng trái cây mình bán mà có lỗi một chút xíu thì mình cũng có đền được. Còn về cái vấn đề sức khỏe á, Nga rất là kỹ quý vị, phải tốt, sản phẩm nó phải tốt. Nên là bé Nhã Khanh này cũng nói chuyện với Nga rất là nhiều lần, mà Nga cũng nói để từ từ chị coi làm sao, để chị thử coi, mà không có thời gian để thử. Nhưng mà lúc hôm live stream vừa rồi là Nga mới chính thức thử. Trước đó đã nghe một vài người thử xong Nga. Bây giờ mới tin, mới chịu cho gửi về cho ba má xài, chị thấy không? Đó. Thấy không? Đó. Thì là mọi người y chang mấy anh chị khác luôn, mua khách hàng cũng vậy đó. Em khen là em biết rồi, mọi người biết rồi đó. Nói chung là từ ngày vào này em không có đi mà tiểu lặt vặt nữa. Hết uống rồi. Nước xong là nước hấp thụ vô luôn. Hết rồi. Ủa ăn cũng lẹ, chỗ mà ăn được chị bà. Bữa tối của em cũng nhiêu đó rồi đó. Ngon ha. Ngon. Út là ngon ha. Không có bị không bị ngọt. Béo quá, không bị em, ngọt quá. Nó béo, nó vừa đủ thơm cho miệng thôi. Dễ ăn lắm mà không quá ngọt. Mà đậm đặc luôn. Cảm giác như mà ăn sầu riêng luôn á. Đúng rồi. Nó không có bị pha. Giống như cảm giác như ăn trái sầu riêng mà tủ lạnh á. Dạ, ngon. Ơi. Bây giờ là chính cũng dài lẹo lưỡi rồi. Mình bây giờ là mình tắt live stream em để em vô chị coi Tiana Atina phiên bản Việt. Nhỏ lượng. Anh em. Ok, cảm ơn cả nhà nha mọi người. Mọi người ơi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái live stream này. Và mọi người nhớ ủng hộ cho Nhã Khanh và Sâm Núi. Và nhớ xem điện thoại dưới comment. Nga có để dưới cái comment bình luận đầu tiên. Nha mọi người nhớ ủng hộ subscribe nữa. Rất là tốt này. Nga nói tốt là rất là tốt quý vị. Chính trên fanpage của Nga live stream và trên những cái kênh YouTube của Nga live stream thì mọi người biết là Nga rất là khi nằm Nga phải tín nhiệm lắm là Nga mới live stream ở trên cái trang của mình. Rồi, cảm ơn cái vui không? Cái live stream thứ hai chị cắt có mấy ngày, chị Nga dùng xong là lần này cái chị Nga thấy không, mạnh miệng liền, tại vì tự mình feel ra mình nói tự tin đó. Yes. Hôm đầu thì chị để em nói tại vì chị chưa dùng, nhưng mà hôm nay chị dùng rồi thì chị phải rất là mạnh miệng khen luôn. Mạnh quá không, ngồi men lì ghê chưa kìa. Đó, ngồi men lì luôn. Thì hai vợ chồng mạnh quá luôn mà. Hai vợ chồng mạnh quá, chồng đi làm 9-10 giờ đêm vẫn còn chịu đựng, vợ hát karaoke được mà vẫn khỏe. Mà bây giờ chị có, bây giờ mọi người phải comment đi, mọi người nói đi, thật sự là em hát ok không, chứ chồng em chê quá là chê, mà nói thiệt là chê riết mà mình
nhục lắm hả? Mình tưởng thiệt luôn á, mình nghĩ là thôi chắc ổng nói thiệt luôn á chị. Tôi nghe được bụt ở nhà không có thiên, bụt ở nhà không thiên. Dẫn nước bắt đầu, chị thấy chưa? Con chó nó bỏ chạy đi rồi. Con chó nó bỏ chạy đi. Ông chó nó sợ nghe tiếng ồn ông ơi, trời ơi, con người nó thích á là tôi thích đây nè. Con chó nó bỏ chạy thôi chứ con người là tôi nghe tôi thấy ổn á nha. Bạn đánh đàn ổn không? Nói ổn luôn. Mọi người ơi, ổn không chứ trời ơi, chồng em hát mà nói là em hát chó bỏ chạy luôn. Ừ. Thôi, em cảm ơn cả nhà nha. Bye, tạm biệt và hẹn vào ngày đẹp trời. Chúng ta sẽ tiếp tục live stream và những câu chuyện tán gẫu về cuộc sống, về hôn nhân, về thế này kia, về cái ẩm thực buôn bán, nói chung là nhiều sắp vấn đề. Là có thêm cái sức khỏe nữa đó. Sức khỏe nữa rồi. Bye bye. Dạ bye mọi người. Mọi người nhớ share live stream nha.